Xin hân hoan chào đón quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể quý cô bác anh chị em trong đại gia đình Diện Trần đã đến tham dự sự kiện vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, chương trình Gala Diện Trần 2023 do Hội Quán Diện Trần Bùi Quốc Châu thực hiện. Lời đầu tiên, cho phép Mai Huyên, Tâm Bình được thay mặt cho tất cả anh chị em trong Hội Quán Diện Trần Bùi Quốc Châu xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý đang hiện diện nơi đây, lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn trân trọng nhất. Và như thường lệ, trong các sự kiện của gia đình Diện Trần chúng ta, một người thật đặc biệt luôn được mong chờ nhất ngày hôm nay cũng đã hiện diện trong khán phòng của chúng ta. Xin tất cả quý vị cùng đứng lên và nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón giáo sư, tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, nhà phát minh Diện Trần Việt Y Đạo, người thầy vĩ đại của tất cả các thế hệ môn sinh Diện Trần trong và ngoài nước. Xin chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để đón chào thầy. Trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu về dự sự kiện hôm nay. Trân trọng giới thiệu anh Dương Đức Lợi, người trợ tá thân cận của thầy tổ Bùi Quốc Châu. Xin giới thiệu anh Dương Đức Lợi. Xin trân trọng giới thiệu thầy Vũ Đình Dầu, giám đốc trung tâm Diện Trần Bùi Quốc Châu chi nhánh Khánh Hòa, cũng đồng thời là trợ tá của thầy tổ Bùi Quốc Châu. Trân trọng giới thiệu thầy Lê Hồng Kỳ, là ân nhân của hội quán, người có công lan tỏa Diện Trần tại Vĩnh Phúc. Xin trân trọng giới thiệu cô Trần Khánh Ngọc, là ân nhân của hội quán, đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ Diện Trần tỉnh Long Biên. Trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Kim Liên, ân nhân của hội quán, cũng đến từ câu lạc bộ Diện Trần Long Biên. Và đặc biệt nhất, xin trân trọng chào đón tất cả các ân nhân của hội quán là toàn thể các quý cô bác anh chị học viên Diện Trần đã về đây chung vui trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay. Xin chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chào đón nhau ạ. Xin cảm ơn quý cô bác anh chị. Kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ đến với phần văn nghệ chào mừng. Yêu mến gửi đến quý vị ca khúc truyền thống đầy tự hào của Diện Trần, bài hát Hoa Vina Therapy, một sáng tác đặc sắc của nhạc sĩ Võ Hơn, do tất cả anh chị em trong hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu thể hiện. Xin mời các nghệ sĩ. Xinh tuyệt vời, được ngành y thắm tươi muôn màu,
trần gian điều khiển điều pháp, người ơi ghi nhớ biến theo đồ hình, phải luôn linh động dụng cụ thích nghi theo từng bệnh nhân. Trần gian điều khiển liệu pháp không ngừng biến hóa sáng tạo không ngừng, hãy khám phá tình nguyện sẽ thấy bao điều kỳ nơi Vinatherapy. Ngày 16 tháng 3 là ngày diễn chân ra đời, ngày nghỉ tân kỳ ra tay góp sức cứu muôn bệnh nhân. Là một phát điên sáng tạo từ cánh hoa xinh tuyệt vời, giờ vừa ngày nghỉ thắm tươi muôn màu. Diễn chân điều khiển điều pháp, người ơi ghi nhớ biến theo đồ hình, phải luôn linh động dụng cụ thích nghi theo từng bệnh nhân. Chân điều khiển liệu pháp không ngừng biến hóa sáng tạo không ngừng, hãy khám phá sinh nguyện để thấy bao diệu kỳ nơi Vinatherapy. Ngày 26 kiến sáng tạo từ cánh hoa xinh tuyệt vời, giữa vườn ngành nghi thắm tươi muôn màu. Diễn chân điều khiển liệu pháp, người ơi ghi nhớ biến theo đồ hình, phải luôn linh động dụng cụ thích nghi theo từng bệnh nhân. Diễn chân điều khiển liệu pháp không ngừng biến hóa sáng tạo không ngừng, người ơi ghi nhớ biến theo đồ hình, hãy luôn linh động dụng cụ thích nghi theo từng bệnh nhân. Diễn chân điều khiển liệu pháp không ngừng biến hóa sáng tạo không ngừng, hãy khám phá tình nguyện sẽ thấy bao diệu kỳ nơi Vinatherapy. Hãy khám phá tình nguyện sẽ thấy bao diệu kỳ nơi Vinatherapy. Xin cảm ơn các nghệ sĩ diện trần rất nhiều. Xin cả nhà chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho các nghệ sĩ ạ. Xin cảm ơn các nghệ sĩ. Cảm ơn nghệ sĩ áo đỏ ạ. Kính thưa thầy tổ Bùi Cức Châu, thưa đại gia đình diện trần, sau 4 năm dài do biến cố dịch bệnh và nhiều yếu tố khách quan khác, cho đến hôm nay, gia đình diện trần chúng ta lại được quây quần bên nhau nơi đây trong không khí thật hạnh phúc và đầm ấm. Vâng, thật là hân hoan, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau để cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp, chia sẻ những bước thăng trầm, đồng thời cũng để tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho nhau trên những chặng đường sắp tới. Kính thưa quý vị, chương trình Gala Diện Trần 2023 của chúng ta xin được phép bắt đầu. Kính thưa quý vị, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc với một tiết mục vẫn thường được mong đợi nhất trong những gala trước đây. Tiết mục này vừa nói lên được những giá trị đặc trưng của diện trần Việt y đạo Bùi Quốc Châu, vừa bộc lộ được chất nghệ sĩ vốn có trong những con người diện trần, đồng thời cũng là một bản báo cáo tóm tắt về những hoạt động của hội quán trong thời gian vừa qua. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, xin mời gia đình chúng ta cùng gặp lại những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc đến từ hội quán diện trần Bùi Quốc Châu qua tiểu phẩm Táo quân diện trần. Ôi, vất vả quá. Cuốc xe cuối cùng của năm cũng đã xong. Ấy các bác ạ. Cảm ơn.
cô mà là người nhà rời ấy, thì lúc khó khăn cũng phải đi chạy xe ôm để kiếm thêm thôi. Ấy là chả là mấy năm vừa qua, hết Covid rồi lại đến hậu Covid, nên Ngọc Hoàng đành về ra chỉ thị cho Thiên Đình lên chầu online. Suốt từ năm 2019 đến tận bây giờ mới lại có cơ hội gặp lại quý vị khán giả và các táo. Ê, mà chết thật lễ quá. Xin cho Nam Tào tôi được kính chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Mà mọi năm ấy là Nam Tào tôi là mặc cái bộ màu xanh, mà theo diện trần ấy thì màu xanh là thuộc âm, nên cái con mụ đầu mồm vẩu là nó cứ chê là nào là rau củ quả héo, với cả là ấm chén hỏng. Năm nay nhá, mặc luôn cái bộ màu đỏ cho nó tăng dương lên, để xem là con mụ đầu mồm vẩu ấy nó còn có cớ để chê mình hay không. Thế chứ nị. Wow, trời ơi, nghe như tiếng con mụ đầu vừa đi nhảy đồng về đây hay sao ấy nhở. Ôi giời ơi, cái con mụ đầu mồm vẩu mặt như nồi lẩu kia, mày thúc trúng bộ phận hiểm của ông rồi. Không biết là rau củ hỏa có bị bầm dập ấy không, ấm chén có vỡ mất đi cái nào ấy không, nên này đau quá rồi. Đâu để xem ấm chén cái nào vỡ nào. Ôi giời ơi, xế ra suốt ngày chỉ thấy dai đẹp thì định lần với mò. Ôi. Ta đang đau buốt đến tận óc, đến này đau quá. Lỡ tay đập mạnh quá. Định test thử xem là cái hàng họ của ông ấy dạo này thế nào. Thì sao mà phải test? Đau thôi quá. Được rồi. Cái loại đau mà rúm gió người vào như thế này, để ta bấm huyệt cho. Huyệt 26 nhá. Tính chất của huyệt 26 là giãn cơ giảm đau được ghi rõ. Thôi, trong cuốn Địa Diện Trần màu cam của thầy Bùi Quốc Châu gì. Nhanh ấn đi. Rồi. Trình bày. Đây. Thế thế nào rồi? Cũng đỡ được 41%, nhưng mà 41%. vẫn đau. Rồi đây tiếp nhé. Con mụ này thế mà mát tay đỡ hẳn được 80% rồi đấy. Nhớ hẳn là đấy. Mấy năm trước ta đã đi học diện chẩn rồi à. À mà này, nhân tiện cho ta sờ thử cái mũi của lão cái. Mày nhanh tay thế không kịp đỡ. Năm nay á, thấy có vẻ mũi đỡ lạnh với cả cứng hơn trước rồi các bác ạ. Không như mấy năm trước. Mặc áo màu đỏ mà lại... Lên đời rồi đúng không? Lên cái con khỉ. Tí nữa thì mụ làm cho ta xuống đáy cuộc đời thì có. Thôi được rồi. Sao? Cho tôi xin lỗi. Mà ông này, đã lâu lắm rồi Thiên Đình nhà ta mới có lại được cái bầu không khí hân hoan vui mừng như thế này. Suốt từ 2019 đến nay nhờ. Đúng rồi. Xin khán giả một tràng vỗ tay nữa đi. Rồi thôi. Cổ vũ tinh thần đi. Rồi. Mà... hôm nay là có lịch hẹn các táo lên chuẩn bị cho báo cáo chầu cuối năm đây này. Mà giờ này chưa thấy táo nào. Chưa thấy táo nào. Chậm quá nhỉ. Hay là... thôi, thời gian rảnh rỗi thì ông kể cho tôi biết xem là năm vừa qua ông làm được những công việc gì. Ôi rồi nào. Ôi, nhìn thế mà không biết. Thế này, tôi đi chạy xe ôm công nghệ để phục vụ cho bà con Thiên Đình. Mà công việc chính... thời gian chính của tôi là tôi tham gia lớp diện trần toàn diện tại hội quán diện trần Bùi Quốc Châu đấy. Lớp diện trần toàn diện đấy. Lớp diện trần toàn diện à? Lạ nhỉ? Ta mới chỉ nghe đến lớp diện trần thực hành cẩm nang này. Của thầy Hải. Đúng rồi. Lớp diện trần căn bản này, diện trần nâng cao, diện trần chuyên sâu. Chưa nghe thấy cái lớp diện trần toàn diện là lớp gì. Ôi không ạ? Ôi giời ơi, nhà quê thế, cập nhật thêm phần mềm đi. Ở dưới hạ giới người ta đi học ầm cái kìa. Diện trần toàn diện ấy là một bộ môn, là một khóa học, trong đấy có 5 bộ môn kết hợp. Âm dương khí công Bùi Quốc Châu, ẩm thực dưỡng sinh Bùi Quốc Châu, thể dục tự ý Bùi Quốc Châu, diện trần Bùi Quốc Châu, tâm ngôn Bùi Quốc Châu đúng không? Nhanh mồm nhanh miệng. Chỉ được cái nhanh mồm, nhanh miệng. Mà ông đi học được cái lớp đấy lợi lạc thật đấy. Giá trị quá. Như thế thì có nghĩa là... nguyên nhân nào cũng chữa được bệnh. Chính xác đấy. Nguyên nhân nào cũng sẽ có giải pháp. Đúng là một cái giải pháp toàn diện. Mà phải công nhận, giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu tài thật. Tài thật. Là ân nhân của nhân loại và là niềm xin tự hào của người Việt Nam chúng tay. Ta. Xin một tràng vỗ tay. Xin một tràng vỗ tay dành cho giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu ạ. Mà
ngoài cái thời gian mà ông chạy Grab ấy, với cả học lớp diễn chẩn toàn diện thì ông làm được những cái việc gì nữa? Kể cho tôi nghe xem nào. Tôi nhá, tôi còn mở các khóa sinh hoạt cộng đồng diễn chẩn, rồi tôi sản xuất các video clip để hướng dẫn diễn chẩn, để chia sẻ kiến thức diễn chẩn đến toàn bà con dưới hạ giới để biết đến phương pháp chăm sóc sức khỏe của Việt Nam đấy. Khiếp, làm việc thế nhỉ? Tài nhỉ? Tài cán gì đâu. Các táo bộ môn với cả những người học trò của giáo sư Bùi Quốc Châu mới là những người đáng khâm phục. Trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, họ vẫn đồng lòng, toàn tâm, toàn ý, chung sức để phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe dưới hạ giới đấy ông ạ. Tuyệt vời quá, xin một tràng vỗ tay đi ạ. Mà nhân đây, trong những lúc cô đơn trên yên xe, khi mà tôi đi Grab không có khách ấy, thì tôi cũng có đôi lời tâm sự. Thì nhân tiện đây cũng muốn đầu cùng quý vị khán giả chúng ta cùng lắng nghe nhá. Rồi, dạ. Ông kể đi. Ông chờ một tí để tôi đi vào tôi lấy cái mic. Cho mượn mic hát. Mic cái này. To tiếng. Cho tôi phụ họa với nhé. Ok. Cô vì bao năm qua con tim như tan ra khi thấy bao anh em mình phải chia lìa. Lúc dịch bệnh thiên tai chợt ập đến, bao nhiêu hoạt động cách ly. Cô đơn trên yên xe, thương cho bao anh em đang phải đi đêm đêm cày cuốc vất vả. Để cho tương lai mình tươi sáng, anh em hãy luôn vững tin. Thì ra là thế, Ngọc Hoàng bảo rằng tình hình chẳng đáng lo. Mọi sự đã xong, sao anh em cứ phải xoắn. Nếu như không gặp nhau mỗi chầu, thì hãy online gặp qua chat Zoom. Chat Zoom à. Đừng lo sợ nữa, vì diện trần nằm trong con tim chúng ta. Dù cho khó khăn, nhưng anh em hãy bền chí. Nếu như không ngăn trao nỗi sầu, khó khăn ta cùng nhau tiến lên. Để tôi được ngã lưng lên một chiếc yên xe, bình tâm và trí sẽ luôn được sáng trở lại. Dù có mưu sinh bằng nghề xe ôm hay hầu đồng con nhang, nhưng trong tim vẫn luôn khắc ghi tình yêu sẽ khiến anh em cùng đứng bên nhau. Cùng nhau mình hát vang diện trần Bùi Quốc Châu, và ta sẽ giúp nhau khi mình vấp ngã. Tinh thần sắt đá, nỗi buồn kia sẽ tan theo mây trời. Đừng sợ chi nữa anh em ơi, mà cùng hãy hát cho vui lên. Lời thầy vang mãi trong tim ta, diện trần sẽ giúp ta bên nhau. Để tôi được ngã lưng lên một chiếc yên xe, bình tâm và trí sẽ luôn được sáng trở lại. Dù có mưu sinh bằng nghề xe ôm hay hầu đồng con nhang, nhưng trong tim mình luôn khắc ghi tình yêu sẽ khiến anh em mình đứng bên nhau. Cùng nhau mình hát vang diện trần Bùi Quốc Châu, và ta sẽ giúp nhau khi mình vấp ngã. Tinh thần sắt đá, nỗi buồn kia sẽ tan theo mây trời. Diện trần sẽ giúp ta bên nhau. Diện trần sẽ giúp ta bên nhau. Diện trần sẽ giúp ta bên nhau. Thôi, bình đó. Tâm chưa? Thôi được rồi. Hay đấy quá. Ông ạ, nhờ có tình yêu với tha nhân và công cụ là diện trần Bùi Quốc Châu sẽ giúp cho tất cả chúng ta vượt qua được tất cả mọi khó khăn thử thách đấy ông ạ. Mà này, tôi cũng đã được học diện trần ở dưới hội quán rồi. Do vậy, tôi đã cảm nhận được tinh thần phục vụ tha nhân trong tình yêu của các táo bộ môn đấy ông ạ. Rồi, thế con mụ thì sao? Mấy năm vừa qua hình như là vừa mới đi dẩy đồng với sao ấy nhỉ? Nhìn thì còn biết thì còn hỏi nữa. Đâu, 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 để xem có lông chân năm ngoái rồi. Ôi, nhiều lông. Phải gió cái nhà ông này. Đúng là cái đồ
vội quá, chưa kịp quắc. Chưa quắc lông à? Thế được rồi, thế mấy năm vừa qua mụ làm được cái gì? Có tài cán gì không? Nghe đây này. Trong những năm vừa qua ấy, ta đã đưa Diện Trần vào nghệ thuật hát văn. Ồ, thế hầu đồng à? Và đã lan tỏa được cho rất nhiều người biết đến. Chính vì vậy ấy, ta cũng được rất nhiều người yêu quý và mến mộ đấy nha. Rồi lắm chuyện, lắm chuyện. Nếu có tài thật ý, thì thử biểu diễn cho ta và toàn bộ quý vị khán giả xem nào. Thích biểu diễn gì? Ok, chống mắt ra mà xem nhá. Được rồi, đã thế thì đây đi lấy máy quay để live stream cho bà con xem. Các con nha, đâu? Vào lập giá hồ cho cô nào. Dạ. Kéo chữ. Có cả chiếu cơ à? Dạ. Cho xin đi eco nhé. Ngọc điện chốn kim môn cô ra vào, Ngọc điện chốn kim môn danh thơm ngoài cõi tiếng đồn, trong mi trong cung. Cô ơi, phải gọi xe cấp cứu không cô?
cái con bé này đã nói là để cô xem thế nào. Dạ vâng ạ. Mồ hôi toát ra đầm đìa, người thì lại lạnh ngắt như thế này. Thoát dương rồi. Phải làm thế nào cô? Trường hợp này phải cấp cứu bằng kỹ thuật gạch mặt. Đây để cô làm cho. Đây, nhân tiện lấy cái móng tay này luôn này. Gạch thật mạnh nhá, thật nhanh. Vâng ạ. Ôi giời. Ôi cô ơi, liệu có tỉnh được không cô? Hay đã bảo đấy, cứ để yên mà lại. Dạ vâng. Cái con bé này nó làm mũi này, phải tránh cái mũi của nó ra. Lần thứ hai này. Lần thứ ba nữa này. À. Ôi cô ơi. Em dậy rồi ạ, à? Em tỉnh rồi ạ. Tỉnh rồi. Rồi đỡ em con dậy đi. Đấy, đã bảo cứ để yên. Rồi, con thấy như thế nào rồi? Dạ, con thấy đỡ rồi cô ạ. Nhưng mà con vẫn đang cảm thấy mệt trong người ạ. Vẫn mệt trong người à? Dạ. Rồi, thế để cô làm cho tỉnh luôn nhé. Dạ vâng ạ. Nào, huyệt 127 này, 19 này, 26 này, số 0 nữa này. Quý vị khán giả dưới có biết bộ huyệt gì đây không ạ? À? Ô, giỏi quá, giỏi quá. Rồi, bây giờ con cảm nhận lại đi, con thấy người như thế nào? Ôi kỳ diệu quá cô ạ. Cô chỉ nhấn cho con mấy huyệt trên mặt mà con thấy khỏe hẳn luôn ạ. Lại có thể tiếp tục lắc lư được rồi cô ạ. Lắc lư. Lại tiếp tục lắc lư được rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Ôi coi phương pháp này là phương pháp gì mà vi diệu thế hả cô? Các con có biết không? Đây chính là phương pháp diện trần điều khiển liệu pháp do giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu phát minh ra đấy. Mà các con có biết không? Đấy chính là niềm tự hào của Thiên Đình Việt Nam chúng ta. Ôi, hay quá cô ạ. Cô cho chị em chúng con theo học với ạ. Muốn theo học à? Được rồi. Bây giờ nhá, các con tiếp tục lập giá hầu để cô dạy cho nhá. Dạ vâng. Con đội ơn cô ạ. Alo. Ngoài diện trần điều khiển liệu pháp thì giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu còn phát minh ra rất nhiều các công trình vĩ đại khác nữa. Các con hãy cùng lắng nghe nhé. Dạ. Cho xin tí music nào. Trời ban tình yêu rộng lớn thầy Bùi Quốc Châu phát minh ra phương pháp cao sâu giúp nhân dân bớt bệnh giảm đau. Nhiều khi mệt mỏi gân cơ thể dục tự ý chúng ta sẵn sàng hít vài hơi để ý thân ta duỗi tay chân thế là khỏe ngay. Và khi điện yếu trong người tập trung điều khí ta thời sạc pin âm dương khí công tác dụng liền tâm bình trí sáng ưu phiền thổi bay. Âm dương khí công Bùi Quốc Châu. Tâm môn cho ta tu dưỡng hàng ngày tư duy thăng tiến giúp đời đổi thay nhận ra hạnh phúc trong tay những điều chân lý ở ngày đời mình sẽ làm cho thân khỏe đời vui. Tâm môn Bùi Quốc Châu làm cho thân khỏe đời vui. Ăn chơi chất chế mà tôi luyện mình uống và ăn theo phép dưỡng sinh sẽ giúp
giúp cho sức mình khỏe hơn, sẽ giúp cho sức mình khỏe hơn, sẽ giúp cho thân bình tâm an, sẽ loan thành giá hồi cùng. Úi dồi, dùng mình thoát ra rồi. Cô thăng rồi đấy. Cô thăng rồi. Yeah. Hay quá nhỉ. Thế thế nào? Đây live stream hết rồi nhá. Ồ, live stream hết rồi à? Live stream hết rồi. Thấy thế nào hả? Tào Xuân Hào. Thế nào là thế nào? May phúc cho đời nhà cô ấy. Biết kỹ năng cấp cứu trong giờ vàng của Diện Trần ấy. Không thì cái con nhang vừa nãy còn thăng trước cả cô rồi ấy. Chuyện. Đúng không ạ quý vị? Đúng ạ. Cô Đỏ Mà Lị đã học Diện Trần Bùi Quốc Châu rồi. À mà này, các táo ấy đã tập trung ở trước cổng Thiên Đình. À, đang check in à? Ừ, đang check in rồi. À, năm nay có một số táo mới. Táo mới. À, hay là ta cho mời các táo vào để tập luyện báo cáo à, trước đi. À, tức là luyện thôi. Luyện trước đi. Đúng rồi, cho mời đi. Cho mời các táo vào luyện. Táo đầu tiên vào đi nào. Bạn hãy nói cho tôi biết chăng, tên mà tôi đã mang về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mơ. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về. À, đâu như là táo làm đẹp ấy nhở? Em táo làm đẹp, xin kính chào anh Nam Tà bắt đầu ạ. Đẹp à? Đẹp dữ chưa? Thế là đẹp rồi. Ôi dồi ôi, mang tiếng là hai bộ mặt đại diện của Thiên Đình. Đúng, đúng rồi. Mà sao dạo này em thấy dung nhan hai anh xuống cấp quá. Xuống cấp à? Người thì mụn cứ từng cục cục như đổi. Người thì mụn cứ chi chít như nối thế kia. Thế có muốn được đẹp giống em không? Thôi, nhà mụ lại định bán mỹ phẩm cho bọn ta đấy phỏng. Đúng là lại bệnh nghề nghiệp, bốt mỹ phẩm đấy mà. Này, ta nói cho nhà cô biết nhá, mấy năm vừa qua ấy, tiền đi nhảy đồng, ta mua mỹ phẩm dùng hết rồi mà có đẹp ra được tí nào đâu. Đắp bao nhiêu vào mặt rồi. Ôi, cô Đậu ơi, cái loại xấu này ấy, là xấu từ trong, xấu ra. Xấu từ trong, xấu ra. Thì đắp mỹ phẩm không thôi làm sao mà đẹp được. Có mà đắp nữa cũng thế. Là nhỉ, làm đẹp thì không đắp mỹ phẩm thì đắp cái gì? Không cần phải đắp cái gì cả, bên trong mình là có đủ hết rồi. Này nhá, khỏe bên trong thì đẹp ra bên ngoài. Ồ, khỏe bên khỏe trong, bên trong mà đẹp ra bên ngoài được cơ à? Lạ nhỉ. Thế cô thử xem ta xem mà bên trong như thế nào. Ừ, hay đấy, hay đấy. Nhìn mụn cứ từng cục cục như đồi thế kia ấy, là do người nhiễm hàn lạnh lâu ngày rồi. Ồ, hàn lạnh này lâu nhá, ngày. Ngoài việc đổ hàng ngày làm diện trần ra ấy, thì chịu khó về ăn toa dương thang đi. Toa dương thang hình như trong ẩm thực dưỡng sinh à? Đúng rồi đấy. Toa dương thang. Mà nhá, nếu có đại huyệt ý, mang ra mà hơ. Mang ra mà hơ. Đại huyệt ở đâu ra? Hay cái phải vụ này. Phải cô ấy. Này, 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 cô. Thế cái người mà không có đại huyệt như tôi ấy thì làm thế nào? Thế để em trần cho anh Tào nhá. Đúng rồi, trần đi, trần đi. Mụn mà cứ chi chít như núi quanh miệng thế kia quanh ấy. Quanh miệng à? Ừ, đúng rồi. Có phải táo lâu ngày rồi. Ôi dồi ôi, bí mật bé mồm thôi. Chẳng giấu gì quý vị, bón quá lâu ngày mà tôi sắp đổi tên thành Nam Táo rồi đây này. Ôi dồi ôi, Nam Táo. Khổ thế. Rồi, ôi, bây giờ ta phải làm thế nào? Táo bón ý, thì da mặt xấu là đúng rồi. Quả đáng tội là cũng hơi xấu thật. Do cơ thể nhiễm độc lâu ngày đó, anh ạ. À. Thế bây giờ phải làm thế nào? Đây nhá. Đâu đâu, đây chỗ này này. Đúng rồi. Rồi. Em tặng Tào cái bảo vật của em. Bàn chải tiên lăn đồng láng. Bàn chải tiên lăn đồng láng. Dụng cụ chính hãng đấy không nhỉ? Chính hãng, yên tâm. À? Rồi.
hàng ngày nhá, anh Tào chịu khó về trà quanh miệng. Trà quanh miệng. Từ phải sang trái. Từ phải sang trái. Đúng rồi. Đến đây. Đến ụ cằm thì kéo thẳng xuống. Kéo phọt. Ui, ui, ui chết, ui, nó phọt ra thì làm thế nào? Làm vừa thôi, nhớ lại. À, thế làm ít thôi hay gì? Về nhà làm nhá. Rồi. Anh làm hàng ngày như thế nhá. Không chỉ hết táo, hết mụn mà còn giúp xe khít lỗ chân lông ra. Ôi, tôi có cần khít cái lỗ nào đâu. Làm cho lắm vào. Cái người cần xe khít kia. Tôi xe hết cả các loại lỗ vào. Thôi, nhà cô báo cáo luôn đi. Thôi, có quà là được rồi. Báo cáo đi, báo cáo đi. Vâng ạ. Bẩm Ngọc Hoàng, từ ngày thần nhậm chức táo nàm đẹp, thần đã bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng diện chẩn trong vấn đề chăm sóc và làm đẹp da một cách bài bản và khoa học, giúp hàng ngàn phụ nữ không chỉ trở nên xinh đẹp mà còn trở nên mạnh khỏe. Trong năm tới, mục tiêu của thần là ứng dụng diện chẩn vào trong ngành làm đẹp và để phát triển bước đầu từng bước phát triển phương pháp làm đẹp vốn có của người Việt Nam theo đúng mong muốn của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu ạ. Thần xin hết ạ. Hay quá. Thôi được rồi. Báo cáo đầy đủ rồi đấy. Nhà chị đứng ra đằng kia. Đúng rồi, nhà chị đứng gọn ra đằng kia. Để cho các táo tiếp theo vào. Cho mời táo tiếp theo vào đi. Ủa cái gì đấy? Wow. Gì nhỉ? Uầy. Wow. Rồi ôi, này, cái nhà chị kia đi đâu mà ngây ngang thế? Nam Tào à? Mới bổ nhiệm người ta, quên mới rồi bổ à? Bổ nhiệm à? Chết, quên. Đây là chị Táo dụng cụ. Nhưng mà hôm nay ăn mặc với cả kiểu gì thì cầm như ý bổng lại múa lung tung ấy. Tính đại náo thiên đình à? Ấy chết, ấy chết. Tôi nào có dám. Dụng cụ diện chẩn à? Sao dụng cụ diện chẩn gì mà vừa dài lại vừa to thế này? Ôi giời, ôi, cứ thấy cái gì to vừa dài, mắt cứ sáng lên. Đây hả? Đây là cây giò dây, trấn môn chi bảo của diện chẩn ấy, hay còn được gọi là gậy như ý. Ôi, giò dây dạo này thầy làm to thế. Mà này, đầu này, dạo này thấy đầu có vẻ như là âm nặng phết rồi đấy. Đưa cái mặt đi, làm gì? Chị gạch cho mấy đường tăng dương lên. Ôi, đánh đá gớm gì nè. Cái người mà cần dương thì không gạch. Gạch đi. Dương sẵn rồi. À, hôm nay dương quá rồi. Đúng rồi. Dương quá là gặp cô. Thế... nhà chị trong năm vừa qua đã làm được những gì? Thôi, bây giờ báo cáo đi cho nó nhanh. Báo cáo đi. Vâng ạ. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, theo lời chỉ dạy của Ngọc Hoàng, làm diện chẩn là phải có dụng cụ, chẳng khác nào đi đánh giặc là phải có vũ khí. Nên năm vừa qua, thần đã lan tỏa dụng cụ diện chẩn tới hàng trăm nghìn người ở khắp mọi nơi. Cho đến nay, thần vô cùng hạnh phúc vì ngày càng nhiều người quan tâm và biết tới diện chẩn điều khiển liệu pháp thông qua kênh dụng cụ. Tuy nhiên, diện hiện nay dưới hạ giới tràn lan những dụng cụ hàng giả được sản xuất hàng loạt hay do cá nhân tự sáng chế nhưng vẫn gắn mác dụng cụ diện chẩn được bày bán công khai tại các cửa hàng hay các trang mạng xã hội. Vấn đề này thì nhức nhối lâu rồi, không giải quyết được. Nên thần cũng đã làm những video, những bài viết hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, hàng giả. Và có một đặc điểm mà mọi người có thể ngay lập tức nhận ra ở dụng cụ chính hãng. Đó chính là trên thân của dụng cụ chính hãng luôn có khắc dòng chữ Diện Trần Điều Khiển Liệu Pháp Bùi Quốc Châu diện và trần. Số điện thoại của Trung tâm Việt Y Đạo Quốc tế. Thần luôn mong muốn nơi đâu có dụng cụ diện trần, nơi đó sẽ có người biết tới phương pháp chữa bệnh của người Việt Nam. Hoan hô. Thần xin hết ạ. Tuyệt vời quá. Dạ. Táo dụng cụ đã giúp cho bà con có thể mua được hàng dụng cụ diện chẩn chính hãng rồi. Cứ thế mà phát huy nhé. Cảm ơn Đậu. Bán dụng cụ thôi mà cũng phát huy được tinh thần dân tộc gớm đấy. Vâng, cảm ơn. Khá Đậu. Khen thôi cái nhà chị này. Quá khen em ạ. Rồi. Bây giờ xin mời hai táo cùng toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng lên trên màn hình để theo dõi các hoạt động mà các táo đã làm được trong thời gian vừa qua.
Kể từ cuối năm 2019 đến nay, dù trải qua nhiều khó khăn từ dịch bệnh và ảnh hưởng sau dịch, nhưng hội quán vẫn đồng lòng trên dưới như một để hiện thực hóa những mong muốn và chỉ đạo của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Có thể kể đến một số hoạt động cơ bản như sau. Về các hoạt động chung, các giảng viên của hội quán đã xây dựng hàng trăm video chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp diện trần, âm dương khí công, thể dục tự ý và ẩm thực dưỡng sinh, lan tỏa trên các kênh mạng xã hội như website, YouTube, Facebook, TikTok, thu hút được hàng chục triệu lượt theo dõi và giúp đỡ được hàng triệu người biết cách tự xử lý các vấn đề về sức khỏe trong những lúc cần kíp. Hàng tuần, hội quán có tổ chức những buổi sinh hoạt cộng đồng trực tuyến qua phòng Zoom, hướng dẫn cách phòng và trị bệnh bằng các kiến thức diện trần Việt y đạo, thu hút hàng trăm người tham gia trong mỗi buổi. Đặc biệt, có những buổi cộng đồng được giao lưu với thầy tổ Bùi Quốc Châu và được nghe thầy chỉ dạy cặn kẽ về diện trần Việt y đạo. Bên cạnh việc tổ chức các lớp học, hội quán còn thường xuyên có những chuyến đi thực tế, tạo điều kiện cho học viên vừa được thực hành các kiến thức và kỹ năng đã học, vừa giúp đỡ được bà con ở những vùng xa với tinh thần thiện nguyện và bác ái. Hàng tháng, phòng chuyên môn của hội quán đều có bài viết giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm diện trần, đăng trên tạp chí Nghề nghiệp và Đời sống, một cơ quan ngôn luận chính quy của Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam, trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ý thức được việc xây dựng đội ngũ kế cận là quan trọng, nên hội quán đã luôn chú ý chọn lựa những người có tâm nguyện và có năng lực phù hợp để bồi dưỡng, đào tạo, trở thành những giảng viên diện trần trong tương lai. Đặc biệt, vào ngày 26 tháng 8 năm 2023, giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu đã ký quyết định thành lập 6 trung tâm chuyên trách các lĩnh vực riêng, tiền thân từ hội quán, bao gồm Trung tâm Giáo dục Diện trần Bùi Quốc Châu Toàn diện, Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Âm dương khí công Bùi Quốc Châu, Trung tâm Đào tạo Thực hành Cẩm nang Diện trần và Việt Massage Bùi Quốc Châu, Trung tâm Ứng dụng Diện trần Bùi Quốc Châu trong ngành làm đẹp, Trung tâm Media và Diện trần Giới trẻ, Trung tâm Cung cấp dụng cụ và tài liệu Diện trần Bùi Quốc Châu. Vào tháng 12 năm 2023, hội quán đã chuyển trụ sở về địa chỉ số 36 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, với cơ sở vật chất khang trang và rộng rãi hơn, giúp mỗi trung tâm đều có đủ diện tích để phát triển lĩnh vực chuyên môn của mình. Về chương trình giáo dục diện trần toàn diện, đã hoàn thiện xong giáo trình diện trần Bùi Quốc Châu căn bản toàn diện với 5 bộ môn phối hợp, đã được nhà phát minh phê duyệt và chính thức đưa vào áp dụng giảng dạy từ năm 2021, gồm có diện trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu, ẩm thực dưỡng sinh Bùi Quốc Châu, âm dương khí công Bùi Quốc Châu, thể dục tự ý Bùi Quốc Châu và tâm ngôn Bùi Quốc Châu, với mục tiêu giúp cộng đồng được tiếp cận tới các phát minh quan trọng của giáo sư Bùi Quốc Châu một cách căn bản, chính thống và toàn diện, được trang bị đầy đủ các kỹ năng chăm sóc sức khỏe cả về thân và tâm. Tổ chức được gần 40 khóa học diện trần Bùi Quốc Châu căn bản toàn diện online, tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên ở xa, cả trong và ngoài nước. Sau dịch, việc học trực tiếp lại được tiếp tục với hàng chục khóa học toàn diện tại trụ sở hội quán. Thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn thực hành diện trần tại hội quán, giúp học viên trau dồi kỹ năng và kinh nghiệm thực tế. Đặc biệt, đã có nhiều bạn bè quốc tế tìm đến hội quán để học diện trần Bùi Quốc Châu vì ngưỡng mộ phương pháp chăm sóc sức khỏe độc đáo này. Về việc phát triển bộ môn âm dương khí công Bùi Quốc Châu, tổ chức được 20 khóa âm dương khí công Bùi Quốc Châu online ứng dụng thực hành chuyên sâu, tương đương với 700 đến 800 học viên. Tổ chức được 8 chương trình miễn phí online dành cho cộng đồng âm dương khí công Bùi Quốc Châu, với khoảng gần 2.000 người tham dự và hàng vạn lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.
tổ chức 2 chương trình trực tiếp miễn phí tại Hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu với hàng trăm người tham dự. Hàng ngày vào 5 giờ sáng và 18 giờ chiều có phòng luyện tập âm dương khí công Bùi Quốc Châu. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần có phòng luyện tập lúc 11:30. Tham gia các buổi dã ngoại do hội quán tổ chức. Hiện nay, trung tâm đang đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, giảng viên âm dương khí công Bùi Quốc Châu. Mục tiêu trong năm 2024 sẽ có thêm 1 giảng viên và 1 huấn luyện viên về âm dương khí công Bùi Quốc Châu. Về việc phát triển bộ môn Việt Massage Bùi Quốc Châu, trong thời gian hơn 2 năm hoạt động trở lại kể từ sau thời kỳ giãn cách xã hội, Trung tâm Việt Massage Bùi Quốc Châu đã triển khai 2 mảng công việc chính. Mảng dịch vụ đã có hàng ngàn lượt khách đến với Việt Massage Bùi Quốc Châu để massage thư giãn, làm đẹp hoặc hỗ trợ trị liệu. Các khách hàng đều có phản hồi tích cực vì tính trí tuệ, nhân văn và giá trị trị liệu của phương pháp. Mảng đào tạo đã tổ chức được 10 khóa đào tạo kỹ thuật viên Việt Massage Bùi Quốc Châu, góp phần tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trẻ ở khắp mọi nơi. Cuốn giáo trình Việt Massage Bùi Quốc Châu căn bản đã được nhà phát minh phê duyệt, chính thức đưa vào đào tạo trong chương trình Việt Massage Bùi Quốc Châu căn bản, tạo tiền đề cho việc nghề nghiệp hóa bộ môn này trong tương lai gần. Về việc hướng dẫn thực hành sách Cẩm Nang Diện Trần dành cho gia đình. Từ cuối năm 2019 tới năm 2021, do giãn cách bởi dịch bệnh, trung tâm đã tổ chức các buổi chia sẻ tư vấn sức khỏe online, các buổi livestream hướng dẫn ứng dụng Diện Trần chăm sóc sức khỏe và lan tỏa tới hàng ngàn người trong cộng đồng. Tháng 4 năm 2022, giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu đã chính thức phê duyệt bản thảo cuốn sách Cẩm Nang Diện Trần, phương pháp đơn giản áp dụng tại gia, và cuốn sách đã được nhà sách Thái Hà phát hành vào đúng dịp kỷ niệm Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 năm 2022 và được cộng đồng yêu sách rất quan tâm. Sau hơn một năm xuất bản, cuốn sách đã được tái bản lần thứ tư với 5.000 cuốn, đã được cộng đồng đón nhận một cách rất hào hứng và trân trọng. Từ đầu năm 2022 đến nay, trung tâm đã tổ chức được 14 khóa học thực hành Cẩm Nang Diện Trần với hàng trăm học viên tham dự. Qua đó, giúp học viên tiếp cận Diện Trần một cách dễ dàng hơn. Dự kiến trong năm 2024 này, trung tâm sẽ tổ chức câu lạc bộ thực hành Diện Trần, sinh hoạt đều đặn hàng tháng, tiếp tục duy trì các buổi chia sẻ Diện Trần trực tiếp tại trung tâm, xây dựng cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm thực hành Diện Trần qua online với sự đồng lòng của tất cả các giảng viên và anh em trong hội quán dưới sự hướng dẫn của giáo sư Bùi Quốc Châu. Hy vọng hội quán sẽ sớm hiện thực hóa mong nguyện của thầy: nhà nhà làm Diện Trần, người người làm Diện Trần, và biến Việt Nam thành thánh địa của sức khỏe và hạnh phúc. Rồi, xin mời các táo chuẩn bị xiêm y, sẵn sàng vào sân rồng để nghe Ngọc Hoàng ban thưởng. Âm thanh gì lạ nhỉ? Như là tiếng trống ấy nhỉ? Hỡi Nam Tào bắt đầu, hỡi các táo, ta đã nghe và xem nhờ công nghệ truyền hình trực tiếp của Nam Tào. Ta rất hài lòng về các khanh. Cả thiên đình và hạ giới đều thể hiện một lòng. Trên kính trời, dưới yêu thương tha nhân. Các khanh đã chứng minh Diện Trần Bùi Quốc Châu là phương tiện phù hợp để làm cho mọi người ngày một khỏe mạnh hơn cả về thân và tâm. Hãy phát huy những gì các khanh đã làm để những suy nghĩ thánh thiện, việc làm tử tế ngày một lan rộng hơn. Ôi, tiếng ai mà như sấm
Sao mình nổi hết da gà ấy nhở? Đầu có thấy gì không? Có. Hỡi các khanh, hãy tập trung tại sân rồng để ta ban thưởng nhân ngày Táo quân quay trở lại. Chúng thần tuân chỉ ạ. Ô Ngọc Hoàng vạn tuế. Ngọc Hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Lại gần đây với ta. Xin chào các khanh. Mấy nay thấy tập luyện gala Táo quân rất vất vả. Thế tình hình sức khỏe ra sao rồi? Chúng thần mệt lắm mà. Nhưng mà vui, Ngọc Hoàng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, ngoài mệt ra thì thần còn đau hết tất cả các bộ phận rồi ạ. Đau hết tất cả các bộ phận à? Vâng. Thế bộ phận nào là đau nhất? Bộ phận đau nhất là bộ phận lại khó nói nhất ạ. Dễ lắm chuyện. Thế các khanh có muốn ta chữa ngay bây giờ cho không? Ủa chỉ được dạ, thế thì còn gì bằng. Tuyệt vời thế quá. Thì còn gì bằng ạ. Thế tất cả hãy lắng nghe cơ thể của mình, đặc biệt là cô đầu. Dạ. Hãy tập trung và để ý đến cái bộ phận mà mình đang bị đau nhất. Dạ. Xin mời quý vị chúng ta cũng cùng lắng nghe đi ạ. Rồi, hãy kiểm tra. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần thấy đỡ hơn rồi ạ. Chắc phải được đến 82% rồi ạ. Ôi giời, hẳn 82%. Thế còn các khanh? Thần thấy dễ chịu và đỡ 99% rồi ạ. Ôi giời, không biết có đúng không mọi người? Không biết quý vị khán giả ở dưới có thấy đỡ đau nhức không ạ? Vậy thì xin một tràng pháo tay ạ. Vừa rồi Ngọc Hoàng sử dụng ngôn công Bùi Quốc Châu đấy ạ. Đây là một ứng dụng tuyệt vời trong âm dương khí công Bùi Quốc Châu mà ta rất là tâm đắc. Hay thật. Hôm nay là một ngày rất là vui. Ta cũng muốn tặng thêm cho các khanh một món quà đặc biệt. Lại có quà đặc biệt à? Lại có quà đặc biệt à? Cho ta hỏi nhá. Dạ. Mọi người đều được học diện trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu này. Vâng. Âm dương khí công Bùi Quốc Châu này. Dạ. Ẩm thực dưỡng sinh Bùi Quốc Châu này. Rồi lại tâm ngôn Bùi Quốc Châu. À. Thế cho ta hỏi, các khanh đã bao giờ được gặp giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu chưa? Chưa bao giờ gặp ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần rất ngưỡng mộ giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Nhưng nhà giáo sư ở xa lắm ạ, tận 16 ký con Phú Nhuận, thần chưa gặp được ạ. Không phải quận nhất đâu ạ. Ồ, chưa được gặp à? Dạ. Vâng ạ. Món quà đặc biệt ngày hôm nay chính là sự hiện diện của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Wow, xin kính mời giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Xin mời thầy lên sân khấu ạ. Xin mời quý vị chúng ta cùng xoay cổ tay theo nhạc để làm nóng bầu không khí hơn nữa ạ. Đây, xoay cổ tay. Bùi Quốc Châu vì nhân dân toàn cầu, vì sức khỏe nhân loại, vì loài sống mai sau tìm ra giải pháp kỳ diệu. Âm dương khí công diệt trần điều khiển liệu pháp và dùng là ý kinh điều hòa thân tâm, là những phát minh vĩ đại, là niềm tự hào của người Việt Nam, là niềm tự hào Việt Nam. Sức khỏe nhân loại vì nội dung mai sau tìm ra giải pháp kỳ diệu, âm dương khí công diện trần điều khiển liệu pháp và dùng là tí kinh điều hòa thân tâm, là những phát minh vĩ đại, là niềm tự hào của người Việt Nam, là niềm tự hào Việt Nam. Vinh quang dân tộc Việt Nam, vinh quang đất nước Việt Nam, vinh quang dân tộc Việt Nam, vinh quang đất nước
Xin cảm ơn các nghệ sĩ, đồng thời cũng là những giảng viên diện trần của hội quán. Quý vị thấy các táo nhà ta có tuyệt vời không ạ? Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm ơn phần trình diễn của các táo diện trần ạ. Xin thầy tặng cho các nghệ sĩ mỗi người một cái ôm nồng ấm để tiếp thêm năng lượng cho các nghệ sĩ sau những ngày vừa làm việc vừa tập luyện vất vả vừa rồi ạ. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy. Em chùa thế. Thôi thoát vai đi. Hết rồi. Ở bên kia nữa thầy ạ. Con cảm ơn thầy. Vâng. Đầu đứng sang bên. Đầu đứng sang bên kia thầy. Thì đứng lên chụp ảnh. Chúng con xin cảm ơn thầy và kính mời thầy nán lại sân khấu chia sẻ với chúng con đôi lời ạ. Dạ vâng. Rồi. Bữa nay thực sự là thầy rất là xúc động. Thầy đều là phải lau nước mắt. Khăn của thầy. Thầy lại khóc rồi. Đây là nước mắt của thầy sung sướng. Thầy thấy mấy con tiến bộ rất lớn. Bao nhiêu sóng gió mà con giữ lượng tay lái để thực hiện những ước mong của thầy. Đây là hạnh phúc, đây là nước mắt của hạnh phúc, không phải nước mắt của đau khổ. Anh ơi thầy, con đã vượt biết bao trở ngại được từ ngày hôm nay và càng ngày càng tiến bộ. Những cái này là thể hiện một cái cụ thể những cái ước mong của thầy. Đã vượt bao nhiêu sóng gió, bây giờ mặc dù chúng ta chưa được công nhận chính thức, nhưng mà trên cái đà này càng ngày tiến bộ. Và đứng vào mặt những cái nghiên cứu về tử vi của thầy thì cái năm nay năm tới này nè, chúng ta lên một bước mới cao nữa, cao hơn nhiều lắm. Và mong ước của thầy là cái gì mấy con biết không? Mấy con biết mong ước thầy là gì không? Là chúng ta sẽ toàn cầu quá, nhưng chẳng vì đạo chúng ta toàn cầu quá. Tất cả đứng dậy đi. Xin mời tất cả các cùng đứng dậy, đồng một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Cảm ơn mấy con. Đây là cái thầy muốn trả ơn cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Mấy con nên nhớ, đi làm bữa nay là vì Tổ quốc. Thứ hai là cảm ơn những nhân loại đã cung cấp chúng ta nhiều phương tiện. Chúng ta mới có ngày hôm nay. Cũng đức thầy lúc nào trong đời thầy, lúc nào cũng muốn cho đi. Nếu không, chúng ta không là gì cả. Cho nên cái điện thoại thầy là chấm dứt bài 2 số 0. Thầy biết rằng mình không là gì cả. Nếu không có ơn trên, chúng ta không thấy ơn trên ở đâu. Nhưng mà chúng ta cảm nhận được. Mình gọi đó là ông trời. Nói chung là như thế. Chúng ta không nói một cách cụ thể. Chúng ta làm được ngày hôm nay, có được ngày hôm nay, có sống, chúng ta làm đủ thứ việc trên đời. Là nhờ cái mà chúng ta gọi là trời cho mình đó. Chúng ta luôn luôn nhớ những đấng ở trên. Không có chúng ta làm không được đâu. Chúng ta khác loài thú và khác cây cỏ là như thế. Phải nghĩ như thế. Thầy hồi nhỏ thì có một lòng yêu tự nhiên. Thì em thầy với thầy đi ra chỗ giữa dòng sông gần mà thấy suy chết bị nước dâng lên. Lúc đó thầy 7 tuổi, không biết làm sao mà thầy nghĩ như thế này. Nếu để hai anh em chết một lúc thì không được. Thầy phải hy sinh cho em thầy sống mà thầy chết. Em đây là Mỹ 5 tuổi, thầy 7 tuổi. 7 tuổi mà đã biết suy nghĩ, mình phải hy sinh để em mình được sống. Do đó thầy đẩy hết sức cho em mình đi vào bờ. Và trong cái trớn đó thầy rút chân được, anh em lững tưởng đi. Lúc đó mẹ thầy đã mất rồi. Thầy 7 tuổi. Và cái tánh tình đó mãi mãi. Đến lúc mà thầy lớn lên thì một bước thứ hai, thầy làm ở trường cai nghiện ma túy Bình Triệu.
lúc đó Trâm làm nhĩ Trâm. Thì cái cô kia thấy đau quá, la quá, đau quá, em chịu không nổi. Thì người ta thường thì, ta động viên thì phải ráng, thì bệnh phải ráng đau thôi. Thầy nói, bú cho em đó không đau. Thầy mới nghĩ ra cách làm thế nào mà mình chăm để người ta không đau. Thầy mới nghĩ ra được cái quốc thống điểm đó, thì tìm ra được quốc thống điểm. Mới có hàng mấy trăm quyệt ở trên mặt đó. Đó là gì, cũng vì tình thương. Thương nhân loại mới có, cho nên các con phải nhớ cái điều này nè. Cái tình thương là quan trọng lắm, vô cùng quan trọng. Rồi người ngày nay kém biết đến lẫn nhau đủ thứ chuyện là thiếu tình thương, không có gì trừ tình yêu thương đó. Các con công nhận đúng không? Nhận đây đúng không? Chào vào tay. Tình thương vô cùng quan trọng. Một nhỏ cha mẹ mình thương mình, rồi mình thương cha mẹ mình, mình thương vợ con mình, là thì tình thương. Cho nên các bạn nên nhớ rằng cái tình thương quan trọng vô cùng, chúng ta phải nuôi dưỡng cái tình thương đó và càng ngày càng lớn mạnh, không được ích kỷ, không được ghen ghét người khác. Thứ hai cái là chúng ta phải trả ơn cho đấng tối cao, trả ơn cho Phật trời và những bên các tôn giáo. Chúng ta phải trả ơn. Chúng ta thiếu trả ơn là chúng ta thiếu một vế. Chúng ta phải trả ơn cho Tổ quốc, trả ơn cho nhân loại. Điều đó chúng ta thiếu, mà người Việt Nam mình thiếu rất nhiều cái này. Chỉ biết ích kỷ, lo cho mình không, không lo cho người khác. Và không có trả ơn những cái người gì mà người ta đã mang đến cho mình. Thì mình nhớ, ví dụ cha mẹ mình, ông bà mình, rồi Tổ quốc mình, nhiều cái chung quanh mình, nhiều người mình làm ơn mình lắm, mình không có để ý. Cái đó cũng là bài học thứ hai rất lớn mà chúng ta đương thiếu. Bạn thấy thầy nói có đúng không? Thứ ba là phải, trong cái mình, ông Cộng Tư cũng nói, tin yêu kính, phải không? Người nào không tin ta, không yêu ta, không kính ta, là mang cái lỗi rồi đó, mang cái tội rồi đó, hiểu không? Chúng ta có những bạn ba em rất dễ dàng, coi ai tin ta, ai không tin ta, ai yêu ta, ai không yêu ta, ai kính ta, ai không kính ta. Nó ra liền một cái ba rem liền. Và chúng ta nên căn cứ vào ba rem đó chúng ta làm tốt hơn. Đời sống đó, mặc dù có thể sống hơn 100 năm, vẫn chưa đủ đâu vào đâu. Vì công ơn của ở trên rất lớn đối với nhân loại mình. Mình khác thú vật, phải không? Chúng ta làm sao bằng mình là họ là loài hạ đẳng. Cây cối chúng ta là thượng đẳng. Như thế phải cảm ơn Thượng Đế để cho chúng ta là người. Các bạn đồng ý không? Vỗ tay đi. Nhưng thầy có câu tâm ngôn, tất cả là một và một là tất cả. Cho nên thầy yêu cả những cây cối, cỏ cây, những thứ mà không phải là con người, yêu cả con vật. Cho nên sắp tới mà chúng ta, thầy đã thực hiện nhiều lần cũng biết rồi, thầy nói kiến cũng phải nghe, phải không? Gián, chuột gì cũng phải nghe, khi nghe lời mình nói, nó biết nghe mà tại mình tưởng là nó không biết nghe. Mấy con học mà với thầy đó, thầy đã từng nói cho vi trùng phải ra khỏi cơ thể, dạy cái cô ca, người bố sắp chết rồi, bác sĩ nó cứu không được. Thầy sắp đi Canada thì thầy chỉ dặn ở nhà nói, cho mình nói với cô rằng, hãy nói, nghe lời thầy Châu cảm ơn thầy Tổ Phước Châu rồi sau đó nói rằng, nói được vi trùng ra, nói con nói được vi trùng đi, nó phải ra khỏi cơ thể ba của đi. Thì cũng nghe lời quá, cô nói vi trùng ơi, sau khi nói, xin thầy Tổ giúp cho con gì đó. Rồi nói rằng, vi trùng ơi, hãy ra khỏi cơ thể ba tôi đi. Bà cũng nói rồi, tức con cũng nói suốt ba tuần sau, bác sĩ coi lại là hết. Đó là như một phép màu. Không ai tưởng tượng được những điều đó. Tại sao thầy làm được điều đó? Là vì thầy nói vạn vật có nghĩa là tất cả, everything, tất cả trong cái cõi trời này, không phải chỉ có con người biết nghe, cây cối nó cũng biết nghe, con vật nó cũng biết nghe. Mình thì nói con chó thì nghe, mình nói con chó nó khôn, mình nói con mèo khôn. Bây giờ nói tới những con thấp hơn nữa mà mình nói nó cũng nghe nữa, các bạn lên mạng coi. Nhưng mà tại mình không chú ý, mình tưởng chỉ có mình biết nghe, không phải. Vạn vật bị thầy nói đó, vạn vật đồng nhất thể, phải không?
và mình có nghĩa là đúng thứ đó. Kể cả là thú, kể cả không phải thú vật, cây cối nữa, cây cối cũng nghe nữa. Thầy đã từng nói với con đó, thì nói với cây mà nó không tươi đó con. Đọc 26-60, đúng là mấy em đều thực hành những điều này nói đó. Thì đối với thế giới ngày hôm nay người ta thấy lầm lạ lắm. Chỉ có những người tin thầy đó mới làm thôi. Chứ người ta nói mình khùng. May quá không ai nói thầy khùng hết. Vâng, xin mời cả nhà chúng ta cùng đứng lên nổ một tràng pháo tay thật dài. Cảm ơn những công trình phát minh vĩ đại của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Vâng, chúng con xin kính cảm ơn thầy ạ. Chúng con xin có một bó hoa tươi thắm đại diện cho anh chị em hội quán và cũng như tất cả gia đình Diện Trần. Kính chúc sức khỏe thầy. Mong thầy luôn luôn mạnh khỏe và phát minh được rất nhiều công trình mới nữa. Vâng, con xin kính mời thầy an tọa. Vâng. Thầy con có lời muốn chia sẻ thêm. Con mời thầy ạ. Xin cả nhà chúng ta một tràng pháo tay. Cảm ơn thầy tổ Bùi Quốc Châu. Cảm ơn các táo, Nam Tào Bắc Đẩu và các táo. Mọi người thấy tiết mục của hội quán thế nào ạ? Kính thưa quý vị, kể từ khi được thành lập, hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu luôn là một ngôi nhà thân thương để các học viên tìm về. Và hôm nay, một cựu học viên rất đặc biệt đã luôn gắn bó với những sự kiện của hội quán trong nhiều năm qua. Cô cũng là một vũ sư quốc tế trong bộ môn belly dance. Sau đây cô sẽ gửi đến chúng ta một tiết mục vô cùng đặc sắc và sôi động. Xin trân trọng giới thiệu vũ sư Nhung Vũ.
Vâng, xin cảm ơn Vũ sư Nhung Vũ với màn biểu diễn tuyệt vời vừa rồi và những tình cảm ấm áp cô đã dành cho thầy tổ Bùi Quốc Châu cũng như tất cả chúng ta. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Nhung Vũ ạ. Bạn Nhung Vũ là một cựu học viên học khóa K35 tại Hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu. Và trong rất nhiều những gala trước đây, bạn đều luôn về hội quán và có những cái tiết mục rất đặc sắc để cống hiến cho cái ngày vui cuối năm của Hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu. Sau đây xin mời em có đôi lời chia sẻ và tri ân tới thầy. Vâng ạ. Em xin kính chào thầy, kính chào tất cả các thầy, các cô, Diện Trần và tất cả các cô, chú, bác và các anh chị em Hội quán Diện Trần. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nhung. Xin lỗi vì vẫn còn hơi hụt hơi vì vừa diễn xong. Thật sự thì khi mà biết đến Diện Trần thì lúc đấy em cũng đang là giảng viên dạy bộ môn này. Thế nhưng mà rất là... Hồi đấy thì rất là buồn vì họng em đau và đi khám rất là nhiều nơi và em luôn luôn phải nghỉ dậy và em cảm thấy đấy là một cái điều rất là đáng tiếc và em cảm tưởng như là mình sắp phải rời bỏ cái đam mê của mình. Nhưng mà thật sự là biết ơn thầy Châu, biết ơn với Diện Trần vì khi mà biết đến Diện Trần thì em đã chữa được cái bệnh đau họng của em chỉ bằng cái bộ tiêu viêm đấy ạ, rất là thần kỳ. Và sau đó thì em lại có thể tiếp tục đam mê truyền đạt bộ môn Bay Đan đến nhiều chị em hơn và lan tỏa đi đến nhiều nước trên thế giới. Và rất là vui là sau đó thì bọn em đã giạt được rất là nhiều giải cao ở trên thế giới. Thì thật sự là rất là biết ơn thầy Châu đã sáng tạo ra Diện Trần để giúp em có ngày hôm nay. Rất là biết ơn thầy ạ. Và ngoài ra thì sau khi học Diện Trần xong thì em cũng áp dụng cho gia đình và mọi người cũng chữa được rất là nhiều bệnh. Thật sự em biết ơn thầy ạ. Lên đây để cảm ơn con. Dạ. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn nữa đó không ạ. Cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị. Em hy vọng là mọi người sẽ cùng thầy lan tỏa bộ môn này đến nhiều người hơn để giúp ích cho tất cả những người trên thế giới để có thể có sức khỏe tốt đẹp ạ. Cảm ơn cả nhà. Kính thưa quý vị, một trong những ý tưởng độc đáo của thầy Bùi Quốc Châu từ nhiều năm trước là sử dụng âm thanh trong việc chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trị liệu. Ý tưởng này của thầy đã được hội quán nghiên cứu và hiện thực hóa bằng việc vận dụng các nguyên lý diền trần, kết hợp luyện tập âm dương khí công, thể dục tự ý để biến việc ca hát trở thành một hoạt động có khả năng nâng cao sức khỏe, hỗ trợ trị bệnh cả về thân và tâm. Môn thanh nhạc trị liệu quả là một bộ môn độc đáo và có tính nhân văn cao. Sau đây, xin được trân trọng giới thiệu một tiết mục văn nghệ do lớp thanh nhạc trị liệu đầu tiên tại Hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu thể hiện. Với bài hát Đôi Bờ, đây cũng là một ca khúc mà thầy tổ rất yêu thích và đã có rất nhiều người được trị liệu sau khi nghe thầy hát ca khúc này. Xin chúng ta nổ một tràng pháo tay để đón chào các nghệ sĩ rất đặc biệt này ạ. Thank you.
ở đâu cách xa. Trên dòng sông xanh đôi nhau, tiếng ta đùa trên sóng. Trên bờ sông vai xanh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng. Mình em riêng đứng ngóng trông nghệ sĩ của lớp thanh nhạc Trì Liều khóa 1, đặc biệt đôi uyên ương nghệ sĩ lớn tuổi nhất lớp. Xin được trân quý giới thiệu bà Nguyễn Hồng Ngọc 80 tuổi và ông Lê Quang Hồng đã 90 tuổi. Vị giáo sư đầu tiên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tình yêu diễn trần đã đưa ông bà đến với hội quán và gắn bó với hội quán qua mọi hoạt động. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa cho những nghệ sĩ vô cùng đặc biệt này ạ. Hy vọng bộ môn thanh nhạc trị liệu rất giá trị này sẽ sớm được lan tỏa rộng rãi để nhiều người được hưởng lợi ích từ các phát minh của thầy tổ Bùi Quốc Châu. Bây giờ thầy xin nói thêm chỗ này. Thầy nghĩ rằng khi mà thầy nghiên cứu, thầy thấy rằng tất cả đều có thể chữa bệnh được hết đấy. Thì trong đó có cái mà bệnh ngày nay đó, chúng ta gọi là âm thanh trị liệu. Trong đó có hát, ca này, có nói nè. Nói vậy nè. Ví dụ thầy nói 26-60. Vậy là 34-34, đây là nói. Và mình đã coi hết ông, đây là nói. Thì hát là như hát nãy giờ đó. Thì có nghĩa là âm thanh trị liệu. Thì cái này là cái thầy nghĩ ra, thầy phát minh ra. Thì thầy không biết tại làm sao mà với khối óc nhỏ bé của mình. Mà thầy cũng nghĩ không biết bao nhiêu chuyện lạ lùng trên đời. Và thầy nói rằng ta sẽ làm những cái gì mà thế giới chưa làm. Nhân loại chưa làm. Cho nên mấy em thấy rằng thầy làm cái gì ra cũng mới hết. Phải không? Vì thế giới là không biết bao nhiêu người đã làm đủ thứ chuyện trên đời, nó tới mấy tỷ người lận. Thì cái gì người ta cũng làm được. Nhưng có những cái thầy chọn là cái gì người ta chưa làm là thầy sẽ làm. Mới có ngày hôm nay. Đồng ý không? Và đó là tại sao thầy làm như vậy. Đố có biết tại sao thầy làm như vậy. Đúng rồi. Thầy muốn trả ơn cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Đứng dậy, tất cả đứng dậy hết. Chúng ta phải trả ơn cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Đứng dậy.
lặp lại, chúng ta phải trả ơn cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Nói ra, nói lên đi. Chúng ta phải sẽ trả ơn cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Ba lần, chúng ta sẽ trả ơn cho Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta sẽ trả ơn cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Bằng Tổ quốc. Cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Bằng con đường Việt Y Đạo Bùi Quốc Châu. Bằng con đường Việt Y Đạo Bùi Quốc Châu. Rồi, cảm ơn các bạn. Vâng, chúng con xin kính cảm ơn thầy ạ. Xin mời cảm ơn các nghệ sĩ và xin mời các nghệ sĩ quay về ạ. Con kính mời thầy nán lại sân khấu. Kính thưa quý vị, một tin vui trong gia đình Diện Trần chúng ta. Trong năm 2003 này, giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu đã ký quyết định thành lập 6 trung tâm chuyên môn tiền thân từ Hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu. Sau đây, xin mời các giám đốc của 6 trung tâm lên sân khấu để bày tỏ tri ân tới thầy tổ Bùi Quốc Châu. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Chí Việt, giám đốc trung tâm nghiên cứu đào tạo âm dương khí công Bùi Quốc Châu. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Thái Sơn, giám đốc trung tâm giáo dục Diện Trần Bùi Quốc Châu toàn diện. Xin trân trọng giới thiệu thầy Hoàng Minh Hải, giám đốc trung tâm đào tạo Diện Trần thực hành và Việt Massage Bùi Quốc Châu. Xin trân trọng giới thiệu cô Lạ Mỹ Lương, giám đốc trung tâm ứng dụng Diện Trần Bùi Quốc Châu trong ngành làm đẹp. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Thành Nam, giám đốc trung tâm Diện Trần Media và Diện Trần Giới Trẻ. Xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thanh Hà, giám đốc trung tâm cung cấp dụng cụ và tài liệu Diện Trần Bùi Quốc Châu. Vâng, xin mời các thầy cô ạ. Các giám đốc trung tâm, 6 trung tâm thuộc Hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu sẽ có bó hoa tươi thắm và những món quà và những lời tri ân sâu sắc gửi đến thầy tổ Bùi Quốc Châu của chúng ta. Thầy Nguyễn Chí Việt có đôi lời phát biểu cảm ơn thầy tổ Bùi Quốc Châu. Dạ, kính thưa thầy tổ, giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, kính thưa các thầy cô Diện Trần, các quý vị đại biểu và toàn thể mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng con những người đang làm Diện Trần Việt Y Đạo có một món quà nhỏ được gửi tới thầy, kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và có nhiều các cái công trình phát minh hơn nữa dành cho nhân loại. Chúng con tin rằng với tư tưởng và đường lối của thầy cộng thêm với cái sự lan tỏa của cộng đồng sẽ giúp đỡ được cho hàng triệu người nữa. Con luôn nhớ một câu tâm ngôn của thầy: cuộc đời thầy như một cuộc trường chinh, luôn đi dài, đi mãi về phía trước mà quên hết cả thời gian. Thật sự rất là xúc động trong cái ngày cuối năm 2023 này. Trải qua rất nhiều các cái biến cố, trong đó có cả Diện Trần của mình cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng con tin rằng với cái sự dẫn dắt, chỉ đạo của thầy, cộng thêm với cái sự đồng lòng của những người đang làm Diện Trần, thì chúng ta sẽ có được đạt được các cái kết quả mà như thầy mong muốn. Kính tri ân thầy ạ. Cảm ơn thầy. Chúng con xin kính tri ân thầy tổ. Xin cảm ơn các thầy cô phụ trách của 6 trung tâm. Chúc gia đình Diện Trần chúng ta ngày càng có thêm nhiều đơn vị nghiên cứu và phát triển chuyên sâu hơn nữa trong các lĩnh vực phát minh vĩ đại của thầy Bùi Quốc Châu.
Vâng, chúng con xin kính mời thầy tổ và các quý thầy cô trở về an tọa. Thầy muốn nói một điều mà nãy thầy thiếu, đó là cảm ơn cho tỉnh Vĩnh Long của thầy. Lòng hồ của thầy mình ít khi thầy nhắc tới, vì thầy lo nghĩ cho những cái lớn hơn, nhân loại nghĩ tốt hơn, mà thầy quên cái nơi mà thầy đã được sinh ra, đó là Lòng hồ Vĩnh Long, cái nơi có nhân tài rất nhiều. Hiện nay là có ông tưởng em, là chủ tịch nước cũng là người Vĩnh Long, rồi trong đó có ông Kiệt, rồi những ông Hùng, Phạm Hùng, và những ông cải tiến bắn bắn B-52 đó, Trần Đại Nghĩa, rồi có người chết ra chữ giết mình là ông Trương Vĩnh Ký đó, cũng người Vĩnh Long, Vĩnh Công, không biết bao nhiêu nhân tài nữa. Bây giờ tới thầy nữa, thầy phải nói không biết bao nhiêu lời để cảm ơn cho cái đất mà đã sinh ra thầy, cái tỉnh mà đã sinh ra thầy. Và thầy báo cái tin mà thầy chuẩn bị làm, mà thầy đã nói với anh em lâu rồi, là hiện nay thầy biết rằng các tỉnh miền Tây là thúa gạo trong tương lai sắp tới là không thể trồng lúa như thế nào, có thể mua gạo ở những nơi khác nữa. Cho nên thầy năm tới, năm nay thầy bắt đầu một cuộc trường chinh nữa, mới chưa từng thấy, là thầy trồng lúa trên cảng không cần bón phân. Và cây cối, còn những cái đó để trả ơn cho tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh đồng bằng Nam Bộ. Vì thầy thấy cái tin nó không được tốt, cho nên thầy đã suy nghĩ mấy năm nay rồi, thầy đã suy nghĩ làm thế nào mình trồng lúa trên cạn vẫn sống như thường, phát triển gấp 3 lần bình thường, gấp 2-3 lần bình thường là đã làm mấy tháng rồi. Cho nên thầy sắp tới thầy phải về Vĩnh Long nhiều hơn, để tổ chức bị Vĩnh Long là cái tỉnh mà ít người học lắm, mấy tỉnh miền Tây đã ghét người học. Bây giờ sẵn đây nói luôn, đố mấy con biết tại sao mấy con thầy chọn đầu tiên, người kế là miền Trung. Miền Nam bây giờ ít người học, chưa có nhiều người. Bây giờ thầy bắt đầu tìm được cái hạt giống rồi, có một điểm tựa rồi. Thì đố mấy con biết tại sao thầy lại chọn đất Bắc là đầu tiên. Đố mấy con, cái điều này nằm trong ý thức của thầy. Các bạn thấy thành vạch con đường đi là tính hàng trăm năm và hơn, mới có ngày hôm nay. Đố mấy con biết. Không nghĩ ra, người Bắc rất là lanh lợi, nhanh nhẩu, trí tưởng tượng hơi nhiều. Mà các bạn không nghĩ rằng, các bạn có khi nào nghĩ rằng tại sao cái tỉnh Vĩnh Long mà lắm nhân tài như thế, mà cả thế giới, không phải cả nước đâu, cả thế giới, không có cái tỉnh, ngay cả cải lương cũng ở Vĩnh Long nữa, cha đẻ cải lương nữa, mấy cô ít biết lắm, nên đọc đi, nên mạng coi, gì nó còn, gì nữa, ông Út đâu không phải là cha đại cái lương đâu, ông khác. Thì ông nói, nhưng mà nói chung là như vậy. Đúng không, con biết tại sao? Người xưa thì cũng thắc mắc lắm, thì phải suy nghĩ tại sao chứ. Sao thì giải mã được. Ông biết phải không? Ở đây mấy chục người, mấy trăm trăm người, mấy chục. Gần 300 người đó, gần 300 người mà không trả lời được câu hỏi này. Tất nhiên thầy phải được khỏi mất thì giờ thì trả lời luôn để mấy em nghe luôn. Vì tình yêu dân tộc. Thầy mới nghĩ ra. Từ nhỏ đã yêu con người, yêu dân tộc rồi. Và có một cái nữa, mà cái này là có người biết, người không biết. Khi thầy 7 tuổi, bắt đầu nói chung biết đọc chữ rồi, đọc chữ ở dưới quê thầy đó, thỉnh thoảng có những cái tờ giống tờ báo gì giấy gì đó, thầy lượm thầy đọc được. Đọc cái câu này là của Đức Phật Thầy Tây An, nói rằng sau này ánh sáng văn minh sẽ từ phương Nam tỏa ra khắp thế giới. Và một cái trang khác, một tờ giấy khác, thánh nhân sẽ xuất hiện tại Vĩnh Long. Cái đó thầy nói thật á, thầy nói thật, hồi đó tưởng Vĩnh Long nhỏ xíu biết cái gì đâu, 7 tuổi đọc thì thấy khái thôi. Tới chừng nữa lớn bây giờ mấy con nghĩ rằng ai là làm cho thế giới đến học
Việt Nam hay là ai? Thế giới có điều bây giờ đến mình học cái gì chứ, mình toàn học thế giới mà. Bây giờ và cả bây giờ nhiều nước đến học, thầy thì mấy con không biết rồi, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, nhiều gái lắm. Thì cái điều ước không, cái điều mà thầy đã đọc từ bé đó, tức là ánh sáng vương minh sẽ từ phương Nam tỏa ra khắp nước, thấy không? Và, đúng không? Thầy mơ từ nhỏ thì thấy đọc thì thấy khoái quá, tới chừng đọc cái tờ khác, thánh nhân sẽ xuất hiện tại Vĩnh Long. Thì thánh nói thầy không biết ông nào đây, thầy không biết ông nào, ông Vĩnh Long ông nào đây. Bây giờ ông nào đó, bây giờ ông nào đó. Rồi nhé, cho nên cái đó thầy nhân đây thầy cảm ơn luôn cho cái tỉnh của thầy. Để mấy con biết rằng thầy từ đâu tới. Rồi cảm ơn mấy con nhé. Chúng con kính cảm ơn thầy. Cảm ơn các quý thầy cô. Kính mời thầy về an tọa. Kính thưa quý vị, để thay đổi không khí chương trình, chúng ta sẽ đến với phần vui chơi có thưởng mang đậm màu sắc diện trần. Quý vị có thấy hào hứng không ạ? Vâng, và bây giờ xin mời thầy Nguyễn Thái Sơn sẽ cùng tham gia tiết mục vui chơi đầy hấp dẫn này cùng với tất cả chúng ta. Xin mời thầy ạ. Xin cảm ơn MC và con xin được kính chào và kính chúc sức khỏe đến thầy tổ Bùi Quốc Châu cũng như là quý vị khán giả và toàn thể quý cô bác anh chị yêu mến diện trần có mặt trong buổi ngày hôm nay ạ. Và để thay đổi không khí chương trình thì sau đây con sẽ xin được chủ trì một trò chơi. Và đây cũng là một cái nội dung trong những cái chương trình thiện nguyện dã ngoại cũng như là một cái phần ở trong các cái khóa học diện trần toàn diện như chúng con đã đang thực hiện. Thì ngay sau bây giờ thì con sẽ đưa xin được mời hai bạn. Xin mời bạn Linh và bạn Hiên ạ. Chúng ta lên đây để hỗ trợ cho cái phần trò chơi một chút ạ. Rồi, chúng ta cứ lên sân khấu đi nào. Chưa ạ? Cho xin hai cái mic ạ. Đây, quý vị khán giả có thể thấy đây chính là trò chơi hái sao đoán chữ diện trần. Và ở trên màn hình chúng ta sẽ nhìn thấy là có 10 ngôi sao lấp lánh tượng trưng cho 10 câu đố cũng như là 10 phần quà ẩn chứa đằng sau mỗi một ngôi sao. Và chúng ta sẽ có hai người chơi xung phong chính là các quý vị khán giả ngồi dưới. Và trò chơi của chúng ta sẽ là một người sẽ biết đáp án và một người sẽ phải đoán đáp án đó là gì. Được rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Xin mời bạn Linh này và bạn Hiên, chúng ta sẽ chọn xem ai là người đoán đáp án và ai là người trả lời được không ạ? Dạ, em xin phép chọn là người đoán đáp án ạ. Đoán đáp án. Rồi, vậy là bạn sẽ không được nhìn vào màn hình, đúng không ạ? Rồi, thế thì xin mời bạn đứng hẳn ra đây và nhớ là bạn không được nhìn lên màn hình đâu nhá. Rồi, bây giờ bạn Hiên sẽ chọn một ngôi sao trong 10 ngôi sao của chúng ta trên màn hình. Xin mời bạn. Dạ, em xin chọn số 6 ạ. Rồi, xin mời ban tổ chức chọn ngôi sao số 6. Rồi, xin mời đáp án. Rồi, quý vị khán giả đã nhìn thấy rõ đáp án chưa ạ? Nhưng xin quý vị khán giả chúng ta hãy tuyệt đối bí mật để không cho bạn Linh chúng ta biết. Và nếu như bạn Linh biết thì bạn và bạn Hiên sẽ nhận được phần quà từ ban tổ chức. Xin mời tắt đáp án đi ạ. Rồi, bây giờ bạn Hiên sẽ có 1 phút để mô tả bằng lời nói của mình. Nhưng luật chơi là sẽ không được nói vào 3 cái từ vừa nãy. Được không ạ? Làm thế nào để cho bạn Linh có thể biết được là đáp án của mình? Rồi, xin mời bạn Hiên. Dạ vâng. Đáp án là người phụ nữ có một nơi chữa bệnh rất hiệu quả và để trục hàn. Thời gian không còn nhiều đâu ạ. Chỉ có người phụ nữ có. Vừa nãy Nam Tào mới bắt đầu đấy. Thời gian vẫn đang trôi. Nó có chữ to. To thế làm gì mà to thế được. Còn 15 giây. Cho một tí áp lực nào. Người phụ nữ chỉ duy nhất có lời để điều trị bệnh, để trục hàn đấy ạ. Rồi, vẫn chưa phạm luận đâu ạ. Vẫn chưa phạm luật đâu ạ. 10 giây. Mà chỉ có người phụ nữ có thôi. Chỉ có những người phụ nữ có thôi. 6,
và để 5, để sinh 4, để sinh ra 3, đứa trẻ âm đạo ạ. Ôi sai rồi, xin cảm ơn. Đáp án của chúng ta là gì ạ? Hơ đại huyệt. Quý vị khán giả đã nắm được luật chơi chưa ạ? Xin cảm ơn màn hỗ trợ. Tuy không thành công nhưng mà có thể rõ được cho quý vị khán giả, chúng ta nắm được rõ phần chơi. Xin cảm ơn bạn Linh và bạn Hiên, mời chúng ta về chỗ. Ngay sau bây giờ, Thái Sơn con xin được mời tinh thần xung phong của hai vị khán giả. Chúng ta giơ tay ạ. Xin mời bạn Thúy. Xin mời chị Thanh Lê ở phía dưới. Xin mời chúng ta di chuyển nhanh lên sân khấu để tiếp tục chương trình trò chơi ạ. Rồi, nếu như đã nắm được luật chơi thì bây giờ giữa chị Thúy này và chị Thanh Lê, chúng ta sẽ chọn ra một người xung phong xem ai là người sẽ biết đáp án và mô tả đáp án. Ai là người đoán ạ? Dạ, xin kính tri ân thầy cùng thầy tổ cũng như là tất cả quý thầy cô và cô bác trong hội phòng ạ. Con xin được là người biết đáp án và chỉ dẫn cho cô ạ, được không ạ? À, vậy là chị Thanh Lê của chúng ta sẽ là người đoán đáp án, được chưa ạ? Rồi, xin mời bạn Thúy sẽ chọn một trong 9 ngôi sao còn lại của chúng ta ở trên màn hình. Bạn chọn ngôi sao số mấy? Dạ, thưa thầy, em chọn ngôi sao số 9 ạ. Rồi, xin ban tổ chức chúng ta hái ngôi sao số 9 xuống nào. Và tuyệt đối quý vị khán giả bí mật, được không ạ? Xin mời đáp án. Rồi, quý vị khán giả và chị Thúy đã nhìn được rõ đáp án chưa ạ? Chúng ta bí mật nhá. Dạ, nhìn rõ rồi ạ. Rồi, xin tắt đáp án đi nào. Tắt đáp án đi ạ. Rồi, chúng ta sẽ có 1 phút để giúp cho bạn chơi có thể biết được đáp án và không được nói bất kỳ một từ nào trong đáp án của chúng ta. Xin mời. Con thưa cô, trong diện trần của chúng ta có một phác đồ mà một phác đồ đó là cái điều xin lỗi, tuyệt vời. Phạm luật. Rồi ạ. À, không nhắc được. Tình huống này thì như nào? Mọi người có châm trước được không ạ? Đây là cặp đôi đầu tiên. Châm trước ạ. Tôi châm trước nha. Châm trước, đây là lần đầu tiên này, vi phạm luật này. Mọi người nhớ bắt lỗi giúp con nhá. Rồi, xin mời bắt đầu lại nè. Trừ đi 15 giây. Con thưa cô. Nguyên con thưa cô đã 5 giây rồi. Trong cuộc sống này của chúng ta, điều gì hóa giải mọi kháng cự và mâu thuẫn ạ? Và điều đấy là cái điều mà thầy tổ của chúng ta nhắc đi nhắc lại từ đầu đến cuối mà thầy rất tâm đắc, thưa cô ạ. Còn 30 giây. Thưa cô ạ. Điều gì? Bạn có thể nói rõ hơn được không? Tại vì mình thấy điều gì nó có vẻ... Dạ vâng ạ. Trong cuộc sống ấy, khi mà con người ứng xử với nhau ạ, thì cái điều gì mà nếu như mà nó có thể hóa giải mọi kháng cự mâu thuẫn giữa con và cô, hay là trong cuộc sống của chúng ta? 15 giây. Không được nói thầm vào tai. Không nói thầm ạ. Cử chỉ ạ. 10 giây. Hơi khó nhỉ, nếu mà là điều gì thì mình hơi khó, nhưng mà thưa cô, cái điều gì mà khi mà bốc hỏa tăng lên thì chúng ta có thể hạ xuống. Và khi mà bộ dáng kéo lại với nhau để mà như thế này ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, xin hỏi đáp án là gì ạ? Tôi nghĩ là nếu mà điều gì để mà nói như bạn ấy thì tôi nghĩ đến là sự cân bằng âm dương. Rồi, bây giờ để chương trình chúng ta, tôi xin một người có thể lên đây mô tả lại và giúp cho cặp đôi này được không ạ? Xin mời tinh thần xung phong. Xin mời chị ở phía dưới, giơ tay mời rất nhanh, xin đi. Mời chị di chuyển thật nhanh lên trên sân khấu. Rồi, cảm ơn chị. Và mời chị có thể dùng mic để mô tả lại cho cặp đôi này. Dạ. Chị ơi, chị hãy để ý vào cơ thể của em và cảm nhận xem em đang nói điều gì nhá. Việt Đen Bùi Quốc Châu luôn vang lên trong rất nhiều chương trình để kết nối những trái tim. Xoay cổ tay diện trần. Đừng tin vào thầy, chị hãy nhìn em nhé. Chị xem nhịp điệu của nó là gì nhé. Du con. Ca khúc luôn được vang lên để kết nối yêu thương trong chương trình Chào Buổi Sáng. À,
trái tim này, trái tim ở đây và hai cánh tay ở đây này. 10 giây. Tôi muốn hỏi là đây là điều gì hay là... Ca khúc. À, ca khúc 4 từ ạ. À. Nào. 5. Ca khúc 4. À. 3. Thôi ạ. 2. 1. Xin hỏi đáp án. Rồi, xin một tràng pháo tay và chúng ta sẽ cảm ơn tất cả những người chơi. Rất là xin lỗi rồi. Vì là... Vâng, vâng, không sao ạ, không cần gì đâu ạ. Xin mời cặp đôi tiếp theo. Xin mời cảm ơn chúng ta về chỗ. Cơ hội chỉ đến một lần duy nhất, được chưa? Câu khác. Rồi, xin mời cặp đôi ngồi trên bàn đầu. Đây ạ. Rồi, xin mời cô Thắm và cô Hoa. Chết, MC để giới thiệu tên luôn. Rồi ạ. Trong hai người, ai là người đoán và ai là người trả lời đáp án ạ? Mình đoán hay là mình trả lời ạ? Mình hỏi. Thế thì cô là người sẽ biết đáp án đúng không ạ? Đây, phụ thuộc ở đây. Hai cô nào? Thời gian không còn nhiều. Mau. Quyết định thật nhanh. Em trả lời. Rồi, vậy thì xin mời cô sẽ quay xuống cùng quý vị khán giả. Và xin hỏi cô Thắm, trong 8 ngôi sao còn lại trên màn hình thì cô chọn ngôi sao nào? Xin mời ban tổ chức mở hết rồi ạ. Số 8 vừa chọn rồi mà cô. À, chọn rồi ạ. Vâng, cô chọn số khác đi ạ. Số 7 đi ạ. À, vẫn còn số 8, xin lỗi ạ. Vì đeo kính thì kính này là... Rồi ạ, xin mời ban tổ chức chúng ta sẽ hái ngôi sao số 8. Rồi, xin mời cô quay xuống nha. Rồi, xin mời đáp án. Ồ... Quý vị khán giả đã nhìn rõ đáp án chưa ạ? Cô Thắm đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi, xin tắt đáp án đi ạ. Xin mời cô Thắm có một phút để mô tả cho bạn chơi của mình. Bắt đầu. Trong diện trận của mình thì... Phạm luật. Rồi, tiếc quá. Hình như mọi người là đang rất là hồi hộp. Rồi ạ. Mọi người có muốn châm trước cho tình huống này không ạ? Rồi, xin mời cô bắt đầu lại nào. Trong cái trị liệu của chúng ta thì coi như là trong cái diện chuyển Bùi Quốc Châu. À, rồi, tiếc quá. Rồi ạ, xin một người có thể hỗ trợ cho cặp đôi này, xin mời. Xin mời cô. Rồi ạ, cô Hoa có thể giúp cho cặp đôi này để chúng ta lĩnh được phần thưởng. Xin giải thích câu hỏi như sau ạ. Một lớp học nào của Hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu? Lại phạm luật rồi. Rồi xin mời chị Hạnh có thể lên hỗ trợ. Chúng ta sẽ làm thế nào trả lời được câu này? Một lớp học của thầy Sơn Hạnh giảng đó là lớp học gì ạ? Chúng ta vẫn đang học đây ạ. Lớp học gì lớp ạ? Lớp gì ạ? Lớp học gì vừa mới học điều xong? Điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu ạ. Chúng mình vừa mới học xong. Tên đầy đủ của lớp học của chúng Sơn. Ta. Diện trần điều pháp, diện trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu ạ. Thiếu cái gì? Sai mất thiếu rồi. Thiếu cái gì rất là quan trọng so với các khóa khác. Có cái gì mà lại gồm tất trong chương tất trình cả, táo quân vừa rồi có nhắc đến. Gồm tất cả các môn á. Yêu thương ạ. No. Tất cả các môn thì gọi là gì? Có tất cả các môn thì gọi là gì? Toàn diện. Rồi, mày chính quá. Chính xác. Được rồi ạ. Xin phần quà từ ban tổ chức. Rồi ạ. Đây, thế thì hai cô sẽ có được một phần quà. Có 10 phần đúng không? 10 phần đúng không ạ? Xin một chụp một kiểu ảnh kỷ niệm nhá. Đây là phần quà của lưu niệm của Hội quán. Xin cảm ơn hai người chơi và xin mời hai cặp đôi tiếp theo. Chúng ta di chuyển thật nhanh lên trên sân khấu. Rồi xin mời phía bên này đi ạ. Rồi chúng ta di chuyển thật nhanh lên sân khấu. Rồi, hai người chơi có thể giới thiệu qua tên tuổi cùng các quý vị khán giả.
Dạ, con xin chào thầy tổ, con xin chào các ông bà, các cô chú, bác và các anh chị em. Con tên là Nguyễn Thị Mai Quỳnh, con là học viên khóa 200 và cả là học viên của thầy Bùi Tâm Bình và là học viên khóa học trực tiếp của thầy Nguyễn Thái Sơn đây ạ. Và con rất vui hôm nay được gặp thầy tổ và đứng ở trên sân khấu này để được tham gia trò chơi. Có vui chơi có thưởng ạ, con mong mọi người sẽ ủng hộ hỗ trợ con, cặp đôi của con thật là nhiệt tình bằng ký hiệu nhá, để con có thể ký hiệu phần thưởng về ạ. Rồi, xin mời người chơi tiếp theo giới thiệu ạ. Con xin chào thầy tổ Nguyễn Bùi Quốc Châu, xin chào tất cả các thầy cô cùng trong hội quán ạ. Con tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, con đến từ khóa học của thầy Huỳnh Tâm Bình và thầy Nguyễn Thái Sơn K203. Con rất là vui hôm nay được đến tham gia gala của hội quán. Mong các thầy cô và các học viên ủng hộ cho hai cặp chúng con ạ. Rồi, cặp đôi này dễ thương quá. Mong ủng hộ thế này là chắc chắn là giành phần thắng rồi. Xin hỏi trong hai người chúng ta, ai sẽ là người đoán đáp án và ai sẽ là người trả lời ạ? Dạ, em xin là người đoán đáp án ạ. Đoán đáp án. Vậy thì xin mời chị Hiền có thể quay xuống phía dưới khán giả. Rồi, xin mời chị Mai Quỳnh, chị sẽ chọn một trong 7 ngôi sao còn lại trên màn hình của chúng ta. Xin mời chị. Em xin chọn ngôi sao số 10 ạ. Xin mời ban tổ chức sẽ hái cho chúng ta ngôi sao số 10. Rồi, chị quay xuống khán giả nhé. Xin mời đáp án. Quý vị khán giả đã nhìn được đáp án chưa ạ? Rồi, xin mời tắt đáp án đi. Một từ gồm có 6 chữ cái. Tên 3 từ sau là người đang ngồi ở đây. Ngồi đang ở vị trí này. Là thầy tổ của chúng ta. Là từ 3 từ khóa sau. Còn 3 từ khóa đầu tiên là trong tất cả các yếu tố, không phải là một, ví dụ như ca nhạc thì người ta gọi là loại hình gì? Ca nhạc. Không phải ca nhạc, hội họa. Ca nhạc, hội họa, rồi là tất cả các yếu tố về nghệ mỹ thuật. Nghệ thuật sống Bùi Quốc Châu. Ôi! Hay quá. Hay quá, xuất sắc. Rồi ạ, xin một kiều ảnh cho hai người chơi. Xin mời phần quà dành cho hai người chơi quá xuất sắc của chúng ta. Rồi, đi ra giữa sân khấu ạ. Xuất sắc quá thầy ạ. Rồi, xin chúc mừng chị. Xin chúc mừng chị. Đây là hai phần quà lưu niệm của Hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu dành cho câu trả lời rất xuất sắc của chúng ta. Và câu gợi ý nữa chứ. Rồi, cảm ơn hai chị. Cảm ơn hai người chơi. Rồi, chúng ta có thấy nóng không ạ? Nóng không ạ? Rồi ạ, xin tinh thần xung phong của hai người chơi tiếp theo. Xin mời chị, một người ở phía cuối đi ạ. Rồi, xin mời cô. Xin mời chị áo đỏ đấy. Vâng ạ. Rồi, hai người đi ạ, hai người lên đi ạ. Rồi, xin mời di chuyển nhanh lên sân khấu và chúng ta sẽ giới thiệu qua thật nhanh về tên tuổi để quý vị khán giả cùng biết. Xin chào thầy Bùi, và xin chào thầy tổ Bùi Quốc Châu và tất cả các quý vị có mặt trong hội trường ạ. Tôi tên là Lê Thị Bạch Liên, năm nay 56 tuổi và là học viên của khóa sắp tới là khóa diện trần toàn diện 207 ạ. Dạ vâng. Tức là chị chưa học nhưng mà chị vâng. Rất là giỏi đấy. Rồi ạ. Cảm ơn chị Liên. Xin mời người chơi tiếp theo giới thiệu. Tôi tên là Vân ạ. Tôi học khóa 204 và 206. Đây, đứng ở giữa này. Rồi, xin mời trong hai người chơi thì ai sẽ là người đoán đáp án và ai sẽ là người trả lời nào? Vâng, chị chọn đi ạ. Rồi, vậy thì chị Vân của chúng ta sẽ quay xuống phía dưới khán giả. Xin mời chị Liên sẽ chọn một trong 6 đáp án, 6 ngôi sao của chúng ta. Chị nói vào mic. Mình chọn số 5 ạ. Rồi, xin mời hái ngôi sao số 5. Xin mời đáp án. Rồi, quý vị khán giả đã nhìn rõ đáp án chưa ạ? Rồi, xin tắt đáp án đi nào. Chúng ta sẽ có... Xin mời tắt đáp án đi ạ, chứ để khơi khơi thế này thì dễ quá. Rồi, chúng ta sẽ có 1 phút để vừa hỏi vừa trả lời. Những cái mà người ta hay... chia phần ra ấy thì sẽ gọi là gì, và
từ đấy đáp án là có 3 từ và 2 từ đầu tiên là sẽ chỉ những về cái mà mình chia phần ra và cái cuối cùng nó sẽ là một loại kim loại quý mà giá cả mấy hôm nay đang lên ạ. Giá cả nó đang lên. Giá cả đang lên thì là vàng rồi. Một loại. Còn còn hai từ đầu là sẽ nói về những cái mà mình chia các phần ra nhá. Tỷ lệ vàng. Ô, hay quá, xin được đáp án nào. Xem có đúng là tỷ lệ vàng không? Đúng rồi, hoàn hồ. Mình không giỏi mà. Xin mời hai phần quà dành cho hai người chơi quá xuất sắc. Đây ạ, xin mời chị đứng ở gần giữa sân khấu. Rồi, xin chúc mừng chị, xin cảm ơn chị. Chúc mừng chị, cảm ơn chị. Xin cảm ơn hai người chơi và xin hai người chơi chúng ta về chỗ. Quý vị ơi, chúng ta chỉ còn đúng một câu hỏi và hai phần quà thôi. Rồi bây giờ, để cho công bằng thì sau khi Thái Sơn hô là bắt đầu thì chúng ta sẽ giơ tay xung phong được không ạ? Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu! Rồi, có rất nhiều người giơ tay trước, phạm luật rồi. Nào, xin đều lại nào. 3, 2, 1, bắt đầu! Rồi, xin mời cô Tám ở dưới ạ. Rồi, xin mời bạn. Xin mời em. Bạn Quỳnh Lâm. Xin quý vị khán giả chúng ta nổ một tràng pháo tay dành cho cặp đôi cuối cùng của trò chơi ngày hôm nay. Và xin hai người chơi chúng ta sẽ giới thiệu tên tuổi với tất cả các quý vị khán giả. Dạ, con xin kính tri ân thầy tổ giáo sư tiến sĩ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra diện chẩn mang sức khỏe cho muôn người, mọi gia đình trên toàn thế giới. Cho vậy gửi gắm đến tất cả các học viên, tất cả mọi người đây luôn tri ân và ký ân thầy tổ à. Và tôi xin giới thiệu là tôi là Thái Thị Tám, đến từ Đắk Lắk, một mình bay ra ngày hôm qua. Quá tuyệt vời. Cô Tám là một người làm diện trần và vì rất nhiều chia sẻ trên mạng. Vâng. Rất yêu quý thầy tổ. Rồi, xin cảm ơn người chơi là cô Tám. Xin mời bạn có thể giới thiệu tên tuổi cùng với tất cả quý vị khán giả. Em kính tri ân thầy Bùi Quốc Châu. Em kính thưa các thầy cô và toàn thể các ông bà, anh chị trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Quỳnh Lâm ạ. Hiện tại em là chuyên gia về yoga trị liệu. Và rất là may mắn. Em được thầy Sơn truyền cảm hứng đến với diện chẩn và em đã ứng dụng diện chẩn vào trong yoga trị liệu vô cùng tuyệt vời ạ. Rồi, xin cảm ơn ạ. Bây giờ trong hai người chơi chúng ta sẽ phân chia xem ai sẽ là người đoán đáp án và ai sẽ là người trả lời. Xin mời. Con sẽ đoán đi, cô trả lời. Đoán, cô trả lời. Tức là cô Tám sẽ là người mô tả đáp án. Vậy thì xin mời. À, rồi ạ. Thế thì xin mời cô Tám sẽ quay xuống phía dưới quý vị khán giả. Và xin hỏi bạn Quỳnh Lâm là bạn sẽ chọn ngôi sao nào trong 5 ngôi sao ở trên bầu trời của chúng ta? Em chọn số 1 ạ. Xin mời ban tổ chức chọn hái ngôi sao số 1. Rồi, xin mời đáp án. Ồ, quý vị đã nhìn rõ đáp án chưa ạ? Rồi, xin tắt đáp án đi ạ. Rồi, chúng ta sẽ có 1 phút để vừa hỏi vừa trả lời. Xin mời. Câu trả lời sẽ gồm 5 từ. 3 từ cuối. Nói gần mic vào. Gồm 5 từ. 3 từ cuối là thầy tổ của chúng ta. Chưa phạm luật đâu ạ. 2 từ đầu. Nói về... Nói sát mic vào nào. 2 từ đầu nói... Nói về thời gian đang trôi lời, ạ. Lời của thầy muốn gửi gắm tới chúng ta. Lời của thầy muốn gửi gắm tới chúng ta. Thầy khó ấy. Chúng ta ở dưới chúng ta thấy đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà khi lên sân khấu thì không biết đi đâu mất rồi.
giống như là con muốn diễn tả một cái điều gì, con sẽ nói. Cứ để tay vào bên trái này làm cái gì? Hai từ đầu. Thầy vừa phát hành 2.000 câu xong. Tâm ngôn Bùi Quốc Châu. Rồi, đáp án là gì ạ? Tâm ngôn Bùi Quốc Châu. Rồi, chính xác. Vâng, nói thế có phải đơn giản không? Đúng ạ. Người yêu tâm ngôn của thầy Bùi Quốc Châu à. Và từ rồi, tâm ngôn của thầy Bùi Quốc Châu là hôm nay con mong quý xin vị hoan hỷ đại xá cho. Được không ạ? Rồi, xin mời hai phần quà dành cho hai người chơi của rồi, chúng ta. Xin cảm ơn. Rồi ạ. Xin cảm ơn tất cả những người chơi rất xuất sắc của chúng ta. Vì thời lượng chương trình có hạn nên trò chơi và phần dẫn chương trình của Thái Sơn xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn thầy Thái Sơn với phần trò chơi rất sôi động vừa rồi. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị đến với bầu không khí trẻ trung qua màn trình diễn của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Media và Diện Trần Giới Trẻ. Đây cũng là một tin vui đối với gia đình chúng ta khi Diện Trần ngày càng được giới trẻ quan tâm nhiều hơn và có nhiều bạn đã chọn Diện Trần làm con đường sự nghiệp của mình từ rất sớm. Xin mời các nghệ sĩ trẻ trong ngôi nhà Diện Trần với màn biểu diễn của mình. Tôi từng mong để trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ vương sầu lo. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền dâng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người, để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát thương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết đến câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Thank you.
khó đang chờ, rằng nếu tôi bước tiếp con đường là sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này, vì tôi yêu yêu lắm cuộc đời và tôi tin vào con tim. Dâng cho cuộc đời hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng. Thưa quý vị, trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh, anh chị em giảng viên của hội quán đã được cùng với thầy tổ Bùi Quốc Châu biên soạn hoàn thành một cuốn sách rất giá trị với mục tiêu đơn giản hóa để đại chúng hóa diện trần, giúp cho người người, nhà nhà đều có thể tiếp cận và áp dụng được diện trần một cách dễ dàng hơn. Sau đây, xin mời thầy Hoàng Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Diện Trần Thực Hành, cùng cô Nguyễn Ánh Nhung, phụ trách Việt Massage Bùi Quốc Châu, sẽ giới thiệu tới quý vị cuốn sách Cẩm nang Diện Trần, phương pháp đơn giản áp dụng tại gia với hoạt cảnh về một gia đình hạnh phúc. Xin mời quý thầy cô. Xin mời gia đình hạnh phúc. Và thật đặc biệt, xin quý vị chào đón những nghệ sĩ nhí của chúng ta, nghệ sĩ Diện Trần nhí cùng tham gia biểu diễn hoạt cảnh này. Xin trân quý giới thiệu bé Hoàng An Nhiên và bé Hoàng An Khánh. Xin cả nhà chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các nghệ sĩ Diện Trần trong gia đình hạnh phúc ạ. À, cả bé Hoàng An Nguyên, tuyệt vời quá, xin lỗi bé Hoàng An Nguyên. Gia đình chúng con xin kính chào thầy tổ Bùi Quốc Châu và toàn thể quý cô bác anh chị ạ. Ba mẹ ơi, hôm nay ở lớp con có bạn bị chảy máu. Con chợt nhớ ra diện trần có thể cầm máu được nên con đã cầm máu cho bạn. Chỉ một lúc sau thôi là máu ở tay bạn đã đỡ chảy rồi. Ồ, tuyệt vời quá. Vậy con đã làm như thế nào? Con có thể hướng dẫn lại để các bạn nhỏ giống con cũng biết được kỹ thuật cầm máu bằng diện trần không nhỉ? Được chứ. Đây, con hướng dẫn cho ba mẹ nhé. Xin chào các bạn. Mình là An Khánh Diện Trần. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cầm máu. Đầu tiên, chúng ta dùng ngón cái và ngón trỏ. Chúng ta đặt vào điểm cao nhất của cánh mũi và điểm của tai. Chúng ta ấn. Khi nào các bạn thấy máu đỡ chảy rồi, các bạn có thể bỏ ra hoặc các bạn có thể ấn hai tay. Chúc các bạn thành công. Vậy mình sẽ ấn đến khi nào con nhỉ? Chúng ta có thể ấn khi nào máu đỡ chảy rồi, chúng ta có thể bỏ ra. Thế con làm cầm máu bằng diện trần á, thì con thấy diện trần có đơn giản và dễ làm không? Có, con thấy rất dễ làm và đơn giản ạ. Nhìn giỏi quá. Cảm ơn con đã ứng dụng diện trần Bùi Quốc Châu là sự nghiệp của ba mẹ cũng như là của gia đình hội quán diện trần nhà mình. Mỡ ơi,
Thế bây giờ nhé, cho ba hỏi, nếu mà con bị sốt này hoặc các em của con bị sốt, bị ho thì con làm như thế nào nhỉ? Con sẽ gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết cho em để tăng cường sức đề kháng và giảm sốt ạ. Đúng rồi, vậy giờ con sẽ thử gạch cho em nhím để ba mẹ kiểm tra xem con gạch 6 vùng phản chiếu có đúng không nhé. Vùng 1 ở hai bên khóe mắt. Vùng 2 là ở trên cánh mũi. Mỗi một vùng con sẽ gạch bao nhiêu lượt nhỉ? Mỗi một vùng chúng ta sẽ gạch khoảng 10 đến 15 lần ạ. Rồi, giờ con gạch vùng số 3 mẹ xem nào. Vùng số 3 là ở hai bên cánh mũi. Rồi, vùng số 4 nào. Vùng số 4 là ở hai bên đường pháp lệnh. Vùng số 5 ở đâu con nhỉ? Vùng số 5 là ở đường cong ụ cằm. Rồi, còn vùng số 6 nào? Vùng số 6 là khoanh tròn xung quanh tai. Ba mẹ ơi, con vừa làm xong 6 vùng phản chiếu cho em rồi ạ. Cảm ơn con đã làm đúng và đủ rồi đấy. Nhím ơi, sau khi con được chị An Nhiên gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết cho thì con cảm thấy như thế nào nhỉ? Con thấy khỏe hơn nhiều. À, thế khỏe hơn nhiều à? Trước đấy con bị mệt hả? Cảm ơn các con. Ba mẹ ơi, ở lớp con cũng có nhiều bạn bị ốm, bị ho. Giá mà các bạn ấy cũng biết diện trần thì tốt biết mấy nhỉ? Đúng rồi đấy con ạ. Con nói điều đó làm ba lại nhớ đến những mong ước của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, nhà phát minh ra phương pháp diện trần mà các con vẫn hay gọi là ông thầy Châu ấy. Trong một lá thư mà giáo sư có viết vào tháng 1 năm 2012 có tên gọi là Ước mơ nhỏ của tôi, thì con có biết là giáo sư Bùi Quốc Châu mong ước điều gì không? Không. Dạ không ạ. Giáo sư Bùi Quốc Châu mong ước rằng ấy là khoảng từ 30 cho đến 50 năm nữa thì hầu hết tất cả các gia đình người Việt Nam chúng ta đều biết đến diện trần để ông bà này, bố mẹ này, con cái này có thể chăm sóc sức khỏe cho nhau một cách chủ động hơn, và như vậy tình cảm gia đình sẽ được gắn bó hơn đấy con ạ. Và cũng là để cho các bạn nhỏ giống như các con có biết được những cái cách thực hành đơn giản để có thể hạn chế được các cái bệnh như là ho, sổ mũi, viêm họng hay cầm máu diện trần giống như em Nhím vừa hướng dẫn đấy. Như thế thì tốt quá ba mẹ nhỉ. Ông thầy Châu cứ như là ông tiên ý. Đúng rồi con ạ. Vì ông thầy Châu có tình yêu thương nhân loại vô bờ bến. Ông luôn luôn nghĩ cho sức khỏe và sự hạnh phúc bình an của mọi người. Chính vì vậy, ông mới phát minh ra các công trình vĩ đại như vậy đấy các con ạ. Cũng chính vì lý tưởng cao đẹp này mà Hội Quán Diện Trần Bùi Quốc Châu, nơi mà ba mẹ đang làm việc quyết tâm để thực hiện mọi mong ước của thầy tổ Bùi Quốc Châu đấy các con ạ. Trong năm 2022 vừa qua thì cuốn sách Cẩm Nang Diện Trần, phương pháp đơn giản áp dụng tại gia đã được xuất bản. Chính nhờ cuốn sách này mà việc phổ biến phương pháp diện trần đến với mọi gia đình người Việt Nam sẽ được dễ dàng hơn. Gọi là cuốn cẩm nang, các con có biết vì sao không? Bởi vì nó rất là quý giá. Ở trong này đã được hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết, từng động tác, từng chi tiết để chúng ta có thể xử lý các cái chứng bệnh thông thường cho mọi lứa tuổi trong gia đình, từ người cao tuổi này,
từ các bạn nhỏ như các con này, rồi người trưởng thành, thanh thiếu niên đều có ở trong cuốn cẩm nang này hết. Và đặc biệt ở trang số 49 này, mỡ nhìn mà xem. Bất cứ khi nào ấy, con thấy ông bà, bố mẹ mình hoặc là bạn mình có hiện tượng là mệt mỏi này, choáng váng này, thì ngay lập tức con có thể sử dụng các cái kỹ năng sơ cấp cứu đã được ghi rất là rõ ở trong cuốn sách này. Đây, con thử nhìn xem con có thấy dễ làm không? Dễ mà ba mẹ ơi, con còn thích đọc cả tâm ngôn của ông Thầy Châu nữa, để con đọc cho ba mẹ và các em nghe nhé. Ồ, con thích đọc cả tâm ngôn nữa à? Cảm ơn con. Thế thì mời con đọc cho ba mẹ và các em nghe đi. Con xin phép đọc câu 1164. Muốn ôm hết mọi người vào lòng, hãy dang rộng đôi cánh tay của mình. Đó là ý nghĩa của chữ quảng đại và bao dung. Có nghĩa mình là người lớn thì phải có tấm lòng rộng lớn. Hãy tha thứ, bỏ qua những lỗi nhỏ của kẻ khác và ôm ấp họ trong đôi tay của mình. Như thế mình sẽ được tất cả mà không phải cạnh tranh hay khống chế họ. Đó mới là đạo, vì đạo là tất cả cái gì tốt đẹp nhất, khôn ngoan nhất của con người, của nhân loại. Tình thương là một trong những đức tính của đạo. Không thể nói đến đạo nếu không có tình thương và sự quảng đại, bao dung. Mỡ đọc hay quá, cảm ơn con. Cảm ơn con. Thế vì sao con lại thích đọc tâm ngôn của ông Bùi Quốc Châu nhỉ? Dạ, bởi vì tâm ngôn của ông Bùi Quốc Châu viết rất hay và ý nghĩa. Tâm ngôn sẽ giúp con trở thành người giống như những lời mà ông viết trong sách tâm ngôn ạ. Cảm ơn con. Con có biết là vào 8 giờ sáng hàng ngày tại hội quán diện trần Bùi Quốc Châu thì ba mẹ và các cô chú anh chị cũng có đọc và bình tâm ngôn đấy con ạ. Mà nhắc đến hội quán diện trần Bùi Quốc Châu, các con có biết ai là người luôn lo toan mọi sự không? Dạ, là mẹ Lan Anh ạ. Đúng rồi, mẹ Lan Anh của các con đã dành toàn bộ tâm huyết, tình yêu để gìn giữ gia đình hội quán, để bất cứ ai đến với hội quán cũng đều được hoàn thiện mình hơn, để trở nên tốt đẹp hơn và trở thành những người có ích hơn cho xã hội. Các con có thấy gia đình mình thật là may mắn không? Có. Đúng vậy đấy, gia đình mình thật là may mắn khi được là một thành viên trong gia đình hội quán diện trần Bùi Quốc Châu. Và sau đây thì gia đình nhỏ của chúng em xin được kính mời tất cả các anh chị em trong đại gia đình hội quán diện trần Bùi Quốc Châu lên sân khấu để chúng ta có lời tri ân tới người chị, người dẫn đường, người thuyền trưởng luôn âm thầm chèo lái con thuyền hội quán, luôn hết lòng vì anh chị em mình mà không mong cầu một sự tri ân gì ạ. Xin kính mời tất cả các anh chị em trong gia đình hội quán diện trần Bùi Quốc Châu ạ. Xin mời tất cả anh chị em trong hội quán diện trần Bùi Quốc Châu, xin mời chúng ta cùng lên sân khấu ạ. Đi sang đây. Người lên đi. Mọi người thấy gia đình hội quán có đông dân số không ạ? Dạ vâng ạ. Chúng con xin kính thưa thầy, kính thưa các quý vị đại biểu. Đây là toàn thể gia đình của hội quán của chúng con ạ. Thì để mà có được ngày hôm nay thì thật sự là được lèo lái, được định hướng, được đồng hành và thật sự là được chia sẻ rất lớn từ người thầy, người chị. Cô tên là Maria Trần Lan Anh, Chủ tịch của Hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu. Xin một tràng vỗ tay của quý vị đại biểu. Chúng em có một bó hoa nhỏ cũng xin phép được gửi đến tới chị. Xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Xin một tràng vỗ tay ạ.
Kính thưa thầy tổ Bùi Quốc Châu, kính thưa đại gia đình diện trần, Huyền Phương lên đây, Huyền Phương. Kính thưa thầy, từ gia đình của Nhung Hải và Mỡ Nhím Tít là tên ở nhà của các con, thì chúng con ở trong gia đình hội quán, và gia đình hội quán có được những ngày hôm nay là nhờ, trước là nhờ ơn trên, ơn trời, sau là nhờ thầy, nhờ có thầy mà chúng con mới có được tình yêu và hạnh phúc trong đại gia đình hội quán như thế này. Gia đình nhỏ của Hải Nhung ở trong gia đình hội quán, và chúng con ở trong đại gia đình diện trần, và chúng con có người cha vĩ đại là thầy tổ Bùi Quốc Châu. Cho nên tình yêu của anh chị em trong gia đình hội quán dành cho con ngày hôm nay, con xin gom góp lại để kính dâng lên thầy. Con kính mời thầy lên với chúng con, vì thầy cũng ở trong gia đình của chúng con. Xin chúng ta một tràng pháo tay cho người cha chung của gia đình diện trần Bùi Quốc Châu. Trong đại gia đình diện trần Bùi Quốc Châu của chúng ta, nhờ có thầy dẫn đường, nhờ có thầy định hướng mà chúng ta có được như ngày hôm nay. Tình yêu của tất cả mọi người dành cho con xin kính dâng lên thầy. Và không chỉ là anh chị em trong gia đình hội quán, và con tin rằng tất cả những ai yêu mến diện trần đều một lòng tri ân đến thầy, thì con xin mạn phép, mạo muội là cũng đại diện cho tất cả những người đang hiện diện trong khán phòng này, kính dâng lên thầy lời tri ân sâu sắc, lời cảm tạ chân tình thể hiện bằng bó hoa của chúng con đã chuẩn bị. Con xin phép được đại diện ạ. Mọi người bắt trước con. Thầy mới vừa nói như thế này, thì khen Lan Anh tổ chức mà những cái đại gia đình như thế này. Thì đây là thầy đánh giá là mẫu đầu tiên trong cả nước. Có tổ chức về sau này đó, cũng có học tập bắt chước như thế này. Để tổ chức mà cái đại gia đình mà dưới cái sự quan điểm thầy. Để mà đưa cả nước, để cả dân tộc đi lên. Có cái mẫu để mà người ta bắt chước. Những cái gì cô thực hiện, cô Lan Anh thực hiện những cái gì thầy mong muốn. Trong đó có những cái như bạn nghe nãy rồi. Tức là ông Duy Công nhiều thứ lắm, trong đó có cái nói tình thương trong gia đình và những đứa cháu này nè, cũng được học tập từ bé. Thì thầy nghĩ rằng, thầy mong ước rằng tất cả dân ở trong nước mình làm cái mà cô Lan Anh đã làm đó. Thì những đứa cháu nhỏ chút xíu này là mấy tuổi đó, mà đã áp dụng những cái gì, những tâm ngôn của thầy. Nhưng mà do thầy viết, thầy nói nhưng thầy là một người không thể là làm đủ thứ chuyện được. Thì phải có những học trò hiểu thầy, tin thầy, muốn áp phương pháp của thầy để lan tỏa ra khắp nơi. Đó là mơ ước của thầy từ lúc mà thầy đã phát minh ra cái diện trận và âm dương khí công. Thì đây là rất cảm ơn con đã thực hiện những ý đồ của thầy, những ý của thầy đó. Mà bây giờ đó là, đây là cái mẫu số nội đầu tiên để đánh giá là cái là gia đình đầu tiên để làm cái này, để những cái về sau trong nước cũng có nhiều người sẽ bắt chước làm như thế. Là huấn luyện từ cháu bé rồi, cháu mới đợi nó lớn rồi, trễ rồi, phải không? Thì cái này là cái mà vì con tin thầy thì con rất yêu mến thầy, kính yêu thầy, cho nên là mới làm cái việc này. Và cũng đánh giá được những cái gì thầy mong muốn suy nghĩ. Để thầy đáp ơn lại ơn trời, ơn đất, ơn nhân loại và ơn Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Đó là cái thầy muốn trả ơn cho ở trên, và trả ơn cho nhân loại, và trả ơn cho dân tộc Việt Nam mình. Chúng con xin cảm ơn thầy. Cái thực tế. Chúng con kính cảm ơn thầy ạ. Và xin kính mời thầy cùng chụp ảnh với gia đình hội quán chúng con. Xin cho em được có đôi lời nữa ạ. Vâng ạ. Con kính thưa thầy. Con yêu mến thầy, thầy cũng đã biết. Con yêu mến diện trần, thầy cũng đã biết. Nhưng mà để có được những ngày hôm nay thì... đối với con, anh em hội quán cũng là ân nhân của con. Con đối đãi với anh em như những vị ân nhân. Và cách đây 7 năm, khi mà lần đầu tiên con chuyển hội quán đến Thụy Khuê, thì con có đi qua, ngang qua cũng khu nhà khách Bộ Quốc phòng, lúc đó là chưa xây. Và con có nhìn thấy một tòa cao tầng, trên đó có để cái biển là Vietinbank, ngân hàng Vietinbank. Thì con có ao ước rằng là ước gì là logo diện trần Bùi Quốc Châu sẽ được gắn ở trên một tòa nhà cao tầng
ở một con phố lớn giữa thủ đô Hà Nội. Và cho đến ngày hôm nay thì hội quán Diện Trần Quốc Châu, logo đó đã được gắn trên tòa nhà 8 tầng tại phố Kim Mã. Cho nên là con đã hoàn thiện được cái phần đấy là cái điều mà... Dạ vâng, đấy là điều mà chúng con, tất cả anh em chúng con muốn tri ân thầy. Và có được những điều này cũng là nhờ sự tin tưởng của tất cả học viên đã yêu mến chúng con, đã đến với chúng con. Và như thầy dạy là chúng ta không phải chỉ có đồng chí, mà chúng ta thật sự là phải đồng bộ, chúng ta mới làm được việc lớn. Cho nên là chúng con trong cái tháng 12 chỉ có 20 ngày thôi, chúng con vừa có một sự kiện là đám cưới của giám đốc trung tâm cung cấp dụng cụ là cô Hà. Và chúng con lại vừa phải chuyển nhà từ 95 Giang Văn Minh sang nhà mới là 36 Kim Mã. Và chúng con có sự kiện này, cho nên chúng con là cả một sự đồng bộ, đồng tâm, đồng lòng, đồng chí. Cho nên chúng con mới có thể làm được việc như thế này. Và trên cả, như con đã thưa, là Diện Trần, đáy tầng của Diện Trần là tình yêu. Và con nhờ vào gương của thầy là yêu thương hết thảy, cho nên chúng con đã làm được. Và gala Diện Trần chỉ trong vòng có mấy ngày mà chúng con làm như thế này. Con xin cảm ơn thầy, những sự chỉ dạy của thầy. Và một lần nữa xin tri ân đến tất cả quý vị ân nhân là anh em cộng sự trong hội quán Diện Trần Bùi Quốc Châu. Anh chị em đã hết lòng nhất hô bá ứng, nên là chúng ta đã có được điều tuyệt vời như ngày hôm nay. Con xin cảm ơn thầy và cảm ơn anh em, cùng cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, con kính mời thầy tiến lên phía trước và chúng ta sẽ sắp thành hai hàng chụp ảnh cùng với cả gia đình. Dạ, xin mời chúng ta cùng hát vang bài ca Diện Trần nhé. Vâng. Xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hòa theo vũ điệu xoay cổ tay với thầy tổ Bùi Quốc Châu nhé. Vâng. Chúng ta có thể giao lưu và đi, thầy sẽ đi một vòng để giao lưu với tất cả mọi người chúng ta. Thưa quý vị, chương trình Gala Diện Trần 2023 của chúng ta xin được khép lại tại đây. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, xin cảm ơn tất cả các vị khách quý đã hiện diện trong sự kiện hôm nay. Trước thềm năm mới 2024, chúng con xin kính chúc thầy tổ Bùi Quốc Châu và kính chúc toàn thể quý cô bác anh chị em trong đại gia đình Diện Trần chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự cát tường.